là I'm in time. Hả? Các anh chị? Tại sao là on time mà nó không phải là in time? Yes, I'm on time. Các anh chị còn nhớ cái vòng tròn không vậy? You still remember the magic circle? Còn nhớ không? Hả? Yeah, vòng tròn ma thuật á, nhớ không? Magic circle, right. Sao người ta cứ nói mình thức trễ hoài vậy ta? Thì em nói mình thức trễ là thức trễ đâu? Sáng phải là 5 giờ, 6 giờ làm còn ngồi dậy đặng trả nợ. Trả nợ mấy cái cục nợ trong này nè. Trời ơi, các anh chị mỗi lần các anh chị đi dạy, các anh chị có cần coi bài trước không? Có cần soạn bài trước không? Hả? Có cần không? Hả? Không hả? Hay quá vậy. Vậy là em retire rồi, đâu phải là teacher đâu. Cần không? Hả? Master gì? Khỉ nè. Master gì? Even mình có bài vở sẵn, mình có cái text sẵn rồi này kia, mình cũng phải coi lại. Thì mình phải biết là mình sẽ nói cái gì, mình sẽ làm cái gì, phải không? Đồ án hả? Okay, các anh chị, let's start. As I told you last week, what we're going to learn today. Trong room này tiếng Mỹ sẽ nói hai tiếng nha. Tiếng Mỹ và tiếng Việt nha. Thí dụ nói tiếng Mỹ hay quá các anh chị không hiểu quá biết không? Thì tiếng Mỹ sẽ nói sang tiếng Việt. Và tiếng Việt nhiều khi tiếng Mỹ cũng bị stuck nữa phải không? Thì tiếng Mỹ sẽ nói sang tiếng Mỹ. Ok. Ai không hiểu tiếng gì thì phải nói liền nha. Nhớ nha. Ok. Ok, Tiểu My mới vừa nói gì quên rồi. Hồi tuần rồi Tiểu My nói với các anh chị rồi, hôm nay mình học cái gì nào? Hả? Hôm nay mình học cái gì? Đâu phải in time, on time đâu. Giải thích cho Lucy hả? Tội nghiệp Lucy thì thôi đi. How long have you been learning English in Pal Talk, Lucy? Lucy, học tiếng Anh ở trong Pal Talk này bao lâu rồi? Bao lâu rồi? Một year hả? One year? Have you ever learned English with me? I mean, grammar with me? Có học với Tiểu My nào chưa? Có rồi hả? Học rồi hả? Mà không biết cái vòng tròn ma thuật gì đó hả? Mạng kém hả? Đúng rồi, mình học cái vòng tròn đó đó. Ở trong bài gì các anh chị? Mình học cái vòng tròn đó ở trong cái bài gì? Các anh chị còn nhớ không? Trong cái bài gì? Trong cái bài no reposition. Reposition, right? Phải không? Không phải. Tại vì mình học on, at, in. Nhớ không? Giới từ mà phải không? Nhớ giới từ mà phải không? Yes, giới từ. Okay. And that is going to take a long time to get there. So bây giờ tạm thời Tiểu My sẽ giúp các anh chị nhớ lại cái vòng tròn ma thuật nha. Bây giờ Lucy có tờ giấy để viết chưa? You have a paper and pen? Có chưa? Anh chị lấy tờ giấy để viết ra đi. Tiểu My nói gì các anh chị làm theo nha. Nhưng mà mình học cái này trong trên cái vòng tròn đó. Okay. Ôi chưa học preposition hả? Oh yeah. Okay. Lấy cái tờ giấy thì viết ra viết đi.
Vẽ trên sàn nhà hả? Cũng được, vẽ đâu cũng được. Kêu em mình ra vẽ cái vòng tròn trên mặt nó cũng được nữa. Khế vẽ chính giữa cái mặt nó thôi, đừng vẽ nguyên cái mặt của Ken. Nhiều khi mặt nó hình vuông mình vẽ hình tròn đâu được, phải không? Rồi xong chưa, vẽ vòng tròn xong chưa? Vẽ trên mặt nhớ đâu. Vẽ vòng tròn xong chưa? Rồi bây giờ phía trong cái vòng tròn, ok, inside the circle, ok, we bring the word in trong cái vòng tròn, rồi chưa? Rồi trên cái đường chu vi của cái vòng tròn đó, nó gọi là gì đó, perimeter đó, đường chu vi của vòng tròn. Các anh chị biết đường chu vi chứ gì? Có đi học là có học toán, có học toán thì biết chu vi. Trên cái đường chu vi cái đường mà cái đường thẳng mà khép kín lại đó, gọi là cái đường chu chu vi. Ok, mình bring cái chữ on ở trên đó, bring the on, ok, viết cái chữ on ở trên cái đường chu vi, rồi chưa? Ok, chữ on cứ làm theo chữ mi đi, ok, cứ làm theo chữ mi đi, không được cãi với thầy cô, cãi thua là cái chắc, ok. Cãi thua là cái chắc. Ok, now bây giờ ở phía trong, ở phía trên cái đường chu vi và ở phía ngoài mình để chữ at, nghĩa là chữ at everywhere, thấy chưa? Chữ at ở trong, ở ngoài và ở trên luôn, ok, thấy chưa? Yeah, để chữ at. Rồi bây giờ thí dụ ở phía trong cái vòng tròn, ở trên cái đường chu vi là 8 giờ. Ok, mình để số 8 trên cái đường chu vi. Ok, vậy đố các anh chị ở trong cái vòng tròn là mấy giờ? Nhớ nha, ở phía trong là nó không có được ra khỏi cái đường chu vi nha. Ở phía trong cái vòng tròn là mấy giờ nè? 7 giờ, 6 giờ, 5 giờ, phải không? Nó không có được ra khỏi cái 8 giờ, phải không? 7 giờ 55, 7 giờ 59, 7 giờ rưỡi, 6 giờ rưỡi, phải không? Nghĩa là chưa tới 8 giờ, đúng. Thế nghĩa là từ 7 giờ rưỡi, I mean 7 giờ 59 trở về trước, phải không? 7 giờ 59, 6 giờ rưỡi, 5 giờ rưỡi, whatever, ok. Right, nghĩa là không có được, nghĩa là nó chưa tới 8 giờ. Right. Rồi, hiểu rồi chứ gì? Vậy chứ ở ngoài cái vòng tròn là mấy giờ? Ở ngoài cái vòng tròn là mấy giờ? Yeah, có thể là 8 giờ 5 phút, 8 giờ 1 phút, 8 giờ 2 phút, 10 giờ, 11 giờ, 12 giờ, phải không? Nghĩa là qua 8 giờ, right? Đồng ý không nào? Right? Oh no. Yeah, in on at. Rồi, bây giờ Tiểu My nói Tiểu My vô room lúc 8 giờ. Vậy là Tiểu My in time hay là on time? Giờ Lucy hiểu chưa? Lucy hiểu chưa? Tiểu My hỏi Lucy kìa. Lucy, answer me please. On time hay là in time? On time, phải không? Phải không? Yeah, answer me please. When someone asks you a question, I mean you owe them an answer, right? Yeah, on time. Yeah, Lucy hiểu in time với on time rồi, phải không? Right? Các anh chị thấy cái vòng tròn magic hay không? Hả? Thấy cái vòng tròn hay không? Mình chỉ cần vẽ cái vòng tròn là mình nhớ luôn tới già luôn, right? Thấy không nè? Ok, bây giờ bây giờ thí dụ các anh chị đi interview, ok, we got a job interview, you should come to the interview place in time hay là on time?
Các chị nên tới, mình có cái job interview, mình có cái gì, cuộc phỏng vấn cho cái việc làm á, mình nên tới on time hay là in time hả? Yeah, đúng rồi đó, in time, ok, in time phải không các anh chị? Right. Heo trắng, you so nasty. Heo trắng có óc tưởng tượng rất là phong phú. Ok, nhớ nha, chỉ cần vẽ vòng tròn là mình biết mình nên in time hay là on time, ok? Rồi bây giờ nè, thí dụ như mẹ mình muốn biết mình ở đâu, where are you boy, thì mình nên trả lời là em in school hay là em on school hay là em at school hả? Các anh chị nên trả lời in, on hay là at. On thì không đúng rồi, phải không? On thì không đúng. Không có, về cái nơi chốn ít ai mà nói I'm on hết trơn, ok, hoặc là in hoặc là at. Và mình nên nói at hay là in, có nghĩa là in cũng đúng mà at cũng đúng, nhưng mà mình nên nói at hay là in hả? Nói sao cho mẹ mình không có bị heart attack. Hả? Nói sao cho mẹ mình cũng đừng có bị cái gì đó kêu bằng cái gì, tai biến mạch máu não gì đó. Hả? Mình nói sao cho mẹ mình an lòng. Yeah, mình nên nói I'm in school, ok. Còn mình nói mình ở tại art school, nhiều khi mình đứng ở ngoài, bà tưởng tượng mình đang đứng ở ngoài học, trốn học, tới giờ bà đi rước, cái xong mình chạy lại mình art school, mình đứng trước cửa trường, ok, thành ra cũng nguy hiểm, right? Đừng để cho bà nghĩ lầm, ok. Thành ra mình nên nên nói là I'm in school, có nghĩa là khi mà các anh chị ở hẳn ở trong trường á, thì các anh chị nên nói chữ in, ok, cho người ta an tâm hơn, ok. Còn khi mà she asks you, where should you want me to pick you up? Or mẹ to pick you up? Nghĩa là con muốn mẹ rước con ở đâu, thì các anh chị nên nói sao? Pick me up at school hay là pick me up in school? Hả? Yeah, at school nghĩa là có thể là mình ở trong trường, cũng có thể là mình đứng ở ngoài, cái cổng trường, hoặc là mình đứng ngay tại cái cổng trường, tại at là everywhere mà, phải không? Nhưng mà mình nên nói là at school. Chứ còn in school là mẹ mình phải tắt chìa khóa xe, bước xuống xe đi vô trường rước mình, phải không? Đồng ý không nào? Right. Ok, đó là cái vòng tròn magic. Anh chị thấy cái vòng tròn hay không? Hả? Nhớ tới già luôn không? Nhớ nha, khi nào mình muốn biết in, on hay là at thì mình vẽ cái vòng tròn, ok. 3 tháng sau quên nữa hả? Vậy thì dở thì thôi á. Nói lại hả? Trời ơi. Ok, đợi uống miếng nước cái đã. Dạ học tốn nước miếng thì thôi. Dạ học tốn nước miếng thì thôi á. 3 tháng xong. Tại sao các anh chị phải quên lẹ vậy? Tiếng mình học cái gì là nhớ tới già luôn á, biết không? Nhớ tới già luôn á. Sao các anh chị quên lẹ thì thôi á, mới mấy tháng mà quên rồi. Bây giờ nói lại cho ai nè. Red paper. Ok, red. Có viết giấy chưa? Lấy tờ giấy với cây viết ra vẽ cái vòng tròn. Hay là kêu em mình lại đứng trước mặt. Lấy cái marker đó vẽ cái vòng tròn trên mặt nó cũng được, thế. Rồi, ở trong cái vòng tròn để chữ in. Để chữ in. Thấy chưa? Xuống dạy. Thấy chưa? Rồi, rồi. Ở trên cái đường ở chu trên cái vi đường đó.
Cái đường đi Chu đó, Di đó, cái đường Chu Di đó. ok, là cái đường thẳng mà nó khép kín lại thành cái vòng tròn á, thì để chữ on, ok, để chữ on, để chữ on trước đi, chưa tới chữ at, rồi chưa? Red people, rồi chưa? Rồi, rồi ở phía trong, ở phía trên cái đường Chu Di và ở ngoài thì để chữ at, nghĩa là ba chỗ, có nghĩa là chữ at nó everywhere, ở trong, ở ngoài, ở trên luôn. Rồi chưa? Yeah, everywhere, no space. Rồi. Bây giờ ở phía trong á, no, ở trên cái đường Chu Di đó, mình để số 8, có nghĩa là 8 giờ đi. Ok, mình để số 8, nghĩa là ngay chỗ chữ on á, mình để số 8. 8 giờ. Vậy chứ ở trong cái vòng tròn là mấy giờ? Red people. Là mấy giờ? Red people nghĩ là mấy giờ? Hả? Nó phải trước 8 giờ phải không? Nó không có được quá 8 giờ phải không? Tại nó không, ở phía trong này nó không có ra khỏi cái đường Chu Vi được. Right? Và có thể 7 giờ 45, 7 giờ 59, 6 giờ rưỡi, 5 giờ rưỡi, đại khái như vậy. Nó phải, nó không có được quá 8 giờ. Right? Rồi. Vậy ở phía ngoài cái vòng tròn đó là mấy giờ? Cái chữ ở phía ngoài cái vòng tròn là mấy giờ? Dạ, có thể là 7 giờ 5 phút, 7 giờ, I mean 8 giờ 1 phút, 8 giờ 2 phút, 8 giờ rưỡi, 9 giờ, 10 giờ, 11, 12 giờ, đại khái như vậy. Ok, red people hiểu tới đây chưa? Hiểu rồi phải không? Rồi, bây giờ nếu mà tiểu mi vô room lúc 8 giờ, ok, vô room lúc 8 giờ, vậy là tiểu mi on time hay là in time? Yes, on time, đúng ngay chốc 8 giờ, phải không? Nếu mà tiểu mi vô room lúc 7 giờ 45 mà giờ dạy học là 8 giờ, vậy thì tiểu mi in time hay là on time? Hả? In time, phải không? Nó chưa tới 8 giờ, phải không? Nó chưa tới 8 giờ, có nghĩa là nó chưa ra khỏi cái đường Chu Di, thành ra nói là in time. Right? Rồi red people hiểu tới đây rồi phải không? Vậy khi mình in đi interview job in, mình có cái job interview thì mình nên 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 tới đó in time hay là on time? In time phải không? Để trường hao rủi bể bến xe hay là mình cần đi restroom giống như heo trắng heo trắng trắng mập lắm phải không? Tối ngày nghỉ phải không, heo trắng? Okay, nghĩa là mình phải in time, nghĩa là mình trừ hao đi rủi mình bị bể bánh xe hay là kẹt xe hay cái gì đó, okay, thì mình nên in time, right? Hay là mình rủi tới nơi rồi mình quên giấy tờ, mình còn kịp giờ trở về lấy giấy tờ trở bổ túc thêm, đại khái như vậy. Hiểu rồi chứ gì? Right? Rồi có cái này hay nè, okay. Ví dụ có tờ giấy dán ở trước cửa, okay. Có tờ giấy dán trước cửa, mình lỡ nhà mình thấy cái tờ giấy dán trước cửa, cái này có chuyện này có thiệt nha. Kỳ đó tiểu mi đi dạy, lỡ nhà cái cậu bé đó dạy cậu học đàn ấy biết không, thấy cái tờ giấy chứ, thấy tờ giấy viết gì nè, no money no visit, làm giật mình. No money no visit, sao tiểu mi mới lấy làm lạ chứ, lấy làm lạ cái gì mà no money no visit, làm giật mình chứ. Sao không biết nên đi về hay là nên đi vô hay là nên bấm chuông biết không, đứng suy nghĩ một hồi sao mình nói chứ cái gì mà no money, họ phải trả tiền cho mình chứ làm gì mình phải trả tiền cho họ. Thật tức quá không, nhấn chuông cậu bé chạy ra mở cửa vô, sao hỏi chứ sao cô thấy có tới tờ giấy ở trước cửa vậy, sao nói cho cổ cái sao cậu cười cười cậu không nói gì hết, later on biết chuyện gì xảy ra không, hai ông bà ly dị, thành ra người chồng phải support, ok. Người chồng phải phải support đó. Support là gì các anh chị,
là phải trả tiền hàng tháng cho người vợ đặng nuôi nuôi cái cậu bé đó đó khí. Mà chắc cái tháng đó cậu không có trả tiền khí. Nên bà vợ viết cái nốt no money no visit, không tiền đừng có hòng gặp con tôi, đại khái như vậy. Ok, trở lại bài học nha. Vậy chứ đố cái chị cái tờ giấy đó, nó on the door, in the door, or at the door? Suy nghĩ đi, vẽ vòng tròn. Ok, on the door, at the door, hay là in the door? Yeah, the note is on the door, right? Tại sao on các anh chị? Tại vì nếu mà in á là cái tờ giấy nó rớt vô nhà rồi. Nếu bà vợ bà đục cái lỗ cho ông chồng thấy tờ giấy vô đấy là tờ giấy mới in the door, phải không? Đồng ý không nè? Còn nếu at the door thì có thể cái tờ giấy nó rớt mất tiêu rồi, phải không các anh chị? At the door có thể tờ giấy nó rớt ra ngoài hoặc nó rớt vô trong rồi, nó có thể nó cũng cũng ở trên cái cửa nhưng mà không có sure bằng chữ on. Cái on là nó dính chắc vô cái đường chu vi, có nghĩa là cái bề mặt, phải không các anh chị? Right, cái bề mặt. Thành ra tờ giấy nó sẽ là on the door for sure. Ok. Yeah, thành ra các anh chị thấy cái magic magic circle không? Rất là hay phải không các anh chị? Thành ra mỗi lần mà mình không biết dùng chữ in, chữ on hay chữ at thì mình cứ vẽ cái vòng tròn là mình có thể tưởng tượng ra được. Right. Ok, còn người nào không hiểu nữa không? Không biết cái vòng tròn magic không? Any question? Does make sense to you? Hiểu hết trơn rồi phải không? Say yes đi please. Đánh số 2 đi, đừng đánh số 1. Đánh số 1 phải tốn thêm ly nước nữa quá. Ủa ly nước cái đã, nay nói hơi nhiều. Ok, rồi, bắt đầu vô bài học nha. So, what? Hồi tuần rồi chị My nói với các anh chị tuần này mình học cái gì nè? Oh, what is the topic for today? Today. Yes, the article. This means before we learn the noun, it is the first quiet part of speech, right? We should learn the article first. Why? Because the article is always come before the noun, right? Or go along with the noun all the times, right? I mean most of the time, not all the times. Có nghĩa là trong cái parts of speech mình có tất cả là 8 từ. Và từ đầu tiên mình học là noun, là danh từ. Kế đó là gì theo các anh chị nghĩ? What kind, I mean, what the order of parts of speech we should learn? What the order? Kế đó là gì? No. No, không phải danh từ. I mean không phải động từ. Các anh chị coi câu này nha. Tell me. Is mình chỉ sâu luôn đi. Không ai thấy mình hết, mình nói mình đẹp. Không ai thấy mình hết, mình nói mình đẹp cỡ nào cũng. Jimmy is so pretty, okay? Now, she is so pretty. Thành ra các anh chị nãy các anh chị nói kế đó là động từ. How about chữ she? Thấy không? Theo thứ tự thì chữ she cũng là cái chữ đứng trước động từ, phải không? Theo thứ tự thì kế đó mình sẽ học pronoun. Đồng ý không nào? Right? Rồi, now pronouns.
Rồi kế đó là gì? Kế đó là gì? Kế đó là gì? Sau pronoun mình học yeah, the verb theo thứ tự, phải không? Theo thứ tự. Rồi kế đó là gì? Adjective hay là adverb cũng được. Ok. Cái này là adjective, còn cái này là adverb nè. See. Thấy không? Sau động từ nó có thể là tính từ là pretty hay là trạng từ là adverb. Đồng ý không nào? Các anh chị thấy chữ fast đây là adverb, không phải là adjective. Okay. Yeah. Có nghĩa là sau động từ mình nó có thể nó có là nó đi theo là tính từ hoặc là trạng từ. Nhưng mà Tiểu My muốn mình học cái adjective trước. Okay. Mình not not the same place but we should learn the adjective first. Okay. Rồi. Sau đó là gì các anh chị? Sau đó là gì? Cái đó là gì nào? Chỉ mình make sure là các anh chị hiểu cái the order of, sau đó là gì? Yes, là preposition. Preposition. Okay. Cái object pronoun nó nằm ở trong cái bài pronoun. Cái đó sẽ là giới từ. Right. Rồi cái đó nữa là gì? Mình có tất cả 8 từ nè, mình có noun rồi nè. Right. Two là pronoun. Three là adjective. Thấy không? Four là adverb. Đấy. Five là I'm sorry. Yes. I'm sorry. Yeah, I miss. I skip the verb. So three là verb. Okay. Sorry. So four sẽ là adjective. Five sẽ là adverb. Right? That's five, okay? What's wrong to me today? Five sẽ là adverb. And six sẽ là preposition, right? Seven sẽ là gì các anh chị? Yeah, liên từ, conjunction. Okay. I'm sorry, conjunction. And the last one? Interjection, right? What's that for you then? Okay. Là tháng tự. Đó là mình sẽ học theo thứ tự cho cái chương trình. À, mình về cái part of speech, nghĩa là những cái loại từ trong một câu tiếng Anh. Sau cái này mình sẽ học cái gì? Phrase. Right? Phrase là cụm từ. Là những cái từ này, một hoặc hai ba từ nó ghép lại thành một cái phrase. Ví dụ mình nói in the, đây là một cái phrase nhưng mà nó chưa có đủ nghĩa. Ok, đây là cái phrase. Cái phrase có nghĩa là một hai ba bốn năm sáu từ ghép lại. Ok, nhưng mà nó không có đủ nghĩa. Khi không mình nói in the morning then what? Oh, I wake up at 7 o'clock in the morning. Đã khá như vậy, right? Nếu mà đưa nó đứng riêng một mình nó chưa có đủ nghĩa.
Sau cái phrase mình sẽ học thành cái clause. Mình cũng những cái từ đó mình ráp lại thành một một nhóm chữ nhưng mà nó có nghĩa đàng hoàng. Thí dụ mình nói I get up at 7 o'clock. Cái đánh sai rồi. In the morning. Đây là một cái clause. Ok, một cái clause. Nghĩa là nhiều cái từ. Các anh chị thấy I là một từ, get up là một từ, at cũng là một từ, seven cũng là một từ. Nghĩa là nhiều từ hợp lại thành một cái câu, một cái mệnh đề. Nó có nghĩa. Thì gọi là cái clause. Ok. Rồi sau cái clause đó mình sẽ học thành cái gì các anh chị? Cái sentence. Misspell. Yes, sentence. Sentence nghĩa là nó có ít nhất là một cái clause. Okay. Một cái single clause cũng là một cái sentence. Hai cái clause gộp lại cũng là một cái sentence. Thí dụ như là I get up. Đây là một cái clause, right? Cái gì mà mình nói mà nó có đủ nghĩa thì nó sẽ là cái clause. Anh chị đồng ý không nào? Dành single clause mình cũng có thể gọi nó là một cái sentence cũng được. And câu này I get up and and get dressed đi. Yeah, get dressed. Chưa súc miệng gì hết, thay đồ đẹp liền. Chưa súc miệng là thay đồ đẹp liền. Okay. Đây là hai cái clause. Đồng ý không các anh chị? Nó connect with the I'm sorry. With the conjunction and, phải không? Tôi thức dậy và tôi thay đồ. Thành ra đây là hai cái clause nó gộp lại thành một cái sentence luôn. Thành ra sentence cũng có nghĩa là một cái clause hoặc là hai cái clause, ba cái clause nó gộp lại cũng thành là một cái sentence. Nó nói lại sau khi mình học 8 từ rồi đó, mình sẽ học qua cái phrase, right? Rồi tới cái clause, rồi tới cái sentence. Và sau cùng đó mình sẽ học punctuation. Punctuation là gì? Là cái cách để dấu chấm, dấu phẩy, dấu hỏi, dấu gì đó, dấu ngã, dấu quyền, dấu nặng, dấu gì đó ở trong câu. Ok. Ôi sorry, chị My sẽ trả lời cho một người ở trong PM. Chị My, cái room help đó, nó mở không có giờ giấc, tùy theo những người làm việc ở trong đó đó. Tại vì phần đông là volunteer. Volunteer có nghĩa là họ tình nguyện, họ giúp cho Paul Talk thôi. Thành ra khi nào họ rảnh giờ nào thì họ sẽ mở cái help room giờ đó. Help room thì lúc nào cũng mở nhưng mà vô trong đó bị mute hết, nghĩa là không có người mà operate thì mình vô là bị mute, có nghĩa là cũng không làm gì được. Thành ra đợi những cái redneck đó, họ vô họ unmute rồi họ mới làm việc. Và những cái redneck ở trong đó thường thường là volunteer, thành ra khi nào họ rảnh thì họ vô họ làm việc. Thành ra cái room đó nó không có giờ giấc nhất định, tại toàn là những người tình nguyện giúp thôi. Còn chữ My thì sẽ lúc này ngày thường thì chữ My bị bận bận trong room này hoặc bận, chữ My chỉ vô trong đó help ngày thứ sáu với ngày thứ bảy from now on. Ok. Chị My trả lời rồi. Thành ra không biết ngày mai, ngày mốt room nó mở không. Nhưng mà với chữ My thì chữ My sẽ vào đó ngày thứ sáu với ngày thứ bảy. Các anh chị nào mà có nick bị mất đó, hay là muốn mua nickname mà nói tiếng Anh không được, hay là muốn giúp gì computer, âm thanh đồ này kia, đại khái mình vô mình bị té hay mình nghe không được, cầm mic không được đồ này kia,
các anh chị có thể vô trong đó, có người giúp các anh chị. Cái room đó gọi là Vietnamese Help Room. Okay. Ok rồi, chào chị My trả lời rồi nha. Bây giờ tiếp tục nha các anh chị. Hay là các anh chị add nick này của chị My nè. Chị My chỉ có bận thứ hai thứ ba trong cái room này thôi. Còn ngoài ra thấy cái nick này của chị My có nghĩa là play nick, có nghĩa là chị My đang đi chơi pal talk á. Anh chị có thể PM rồi chị My chạy vô trong cái room đó giúp cũng được. Okay. Cái nick này nè chị My nè, chị My underscore nè, đây là play nick. Okay. Rồi bây giờ tiếp tục nha các anh chị. Sau khi mình học cái punctuation, có nghĩa là mình học cái cách mà bỏ dấu vô đó, dấu phẩy hay dấu chấm hay là đủ thứ dấu hết trơn á, thì mình sẽ học cuối cùng. Rồi sau đó là free, nghĩa là các anh chị muốn học về bất cứ đề tài nào về grammar thì các anh chị hỏi thì chị mình có thể giúp được sau khi mình học nguyên một cái set grammar set này. Ok, đồng ý không nè? Những học những cái ngoài ngoài lề, thí dụ như là có những cái bài rất là đặc biệt, thí dụ như là cách đặt câu hỏi làm sao, có nhiều các anh chị đặt câu hỏi không được, thay vì nói where you go là sai, mình phải nói where do you go. Thế okay. Đó là cách đặt tập câu hỏi, có nhiều anh các anh chị không biết. Ok rồi, trở lại bài học. As I told you last week, before we learn the noun, we should learn the article first, because it's always come before the noun, right? And it's modified to the nouns. That's why we should learn it first. Nghĩa là hồi tuần rồi á, chị mới nói các anh chị đó, trước khi mà mình học cái từ đầu tiên trong văn phạm đó, thì mình từ đầu tiên nghĩa là trước khi mình học danh từ đó thì mình nên học cái article mình gọi là mẫu từ. Mẫu từ là một cái chữ mà nó thường nó đứng trước danh từ, thành ra mình nên học nó trước. Tại vì nhiều khi mình biết dùng danh từ mà mình không biết dùng mẫu từ. Hầu hết những cái danh từ thường thường đi trước bằng một tiếng mẫu từ. Thế vậy mẫu từ là gì? Đây là bài học đầu tiên hôm nay. What is an article? Dịch tiếng Việt là mẫu từ, right? Mẫu từ. Okay, let me post the whole definition cho các anh chị. Đây là cái definition là gì các anh chị? Definition là định nghĩa đó. Phải không? Mình dịch là định nghĩa đó. Yes. What is an article? An article abbreviated or có nghĩa là viết tắt là A-R-T is a word of prefix or suffix that is used with a noun to indicate the type of reference being made by the noun. Traditionally, in English, an article is usually considered to be a type of adjective. Basically, an article is an adjective. And like adjective, article modified to a noun or modified nouns. Nghĩa là gì? Mẫu từ viết tắt bằng cái chữ là ART là một cái chữ đứng trước, đứng sau, có thể dùng như với một cái danh từ. Ok. Xạo. Không thấy không tin. Và trong cái tiếng Anh đó, mẫu từ thường thường được dùng để coi như nó là một cái loại tính từ. Okay. Một loại tính từ. Nói một cách đơn giản, mẫu từ có nghĩa là tính từ. Và lai tính từ thì mẫu từ thường thường nó bổ nghĩa cho tiếng danh từ. Ví dụ mình nói a book, phải chữ A nó bổ nghĩa cho danh từ nào không? Cuốn sách. Cuốn sách thế nào? Ồ, tôi nói về một cuốn sách. Nói chung chung, right? Hay là the book.
I give to you. Is his. Hay là her. The book. Cuốn sách của anh ta mà mình cho cho boyfriend của mình chán thì thôi. Cái cuốn sách mà tôi cho bạn đó là cuốn sách của cô ta. Okay. Thành ra ở đây cũng là the, là xác định cái cuốn sách nào. Khi mà mình dùng chữ the, các anh chị có biết cuốn sách nào không? Hả? Anh chị biết không? Yes or no? Answer me please. Yeah, biết. Okay. Khi nào mình biết, chắc mình biết cái sự việc đó, mình biết nói về cái gì thì mình sẽ dùng chữ the. Còn khi mà mình nói chữ a hay chữ n là mình nói chung chung. Okay. Right. Ok rồi, hiểu mạo từ là gì phải không các anh chị? Thật sự mạo từ là một tiếng, là một tính từ. Nó thường thường nó đứng trước cái danh từ để bổ nghĩa cho cái danh từ đó, giống như là cái định nghĩa nó nói. Ok. So if we omit the article a and or the, you can confuse the listener hay là the audience. Cho thí dụ nha. Nếu mà các anh chị viết một cái danh từ mà không có mạo từ, nhiều khi các anh chị làm cho cái người mà nghe đó, cái người nghe hay cái người đọc họ bị confused là gì? Bị bối rối á, phải không? Bị bối rối á. For example, ví dụ mình viết câu này, và họ sẽ bị khó hiểu, họ bị tẩu hỏa đó. Nói vậy cho rồi đi. A friend and helper. Tại sao mình đặt cái dấu hỏi ở đây? Helper, một người bạn và cái người helper, cái người giúp. Ở đây mình sẽ làm cho người ta đặt dấu hỏi, phải không? Người bạn và người giúp, mấy người giúp. Right? So the sentence is ambiguous. Ambiguous có nghĩa là nó mơ hồ, nó không có rõ ràng đó. Phải không các anh chị? So without the indicated revision or article, it could mean that either one person or two person are standing nearby. Nếu mà mình có từ trước cái chữ helper, mình không biết là một người giúp hay là hai người giúp. Phải không các anh chị? Thế nên mình nên để cái mẫu từ vô. A friend and a helper. Hay là a friend and the helper, phải không? Right, mình nên để cái mẫu từ vô cho người ta biết thế nào, right? Yeah, thành anh nhớ nha. Lúc nào danh từ thường thường nó đi theo với cái mẫu từ. And that mẫu từ is very important. Okay, next one. Okay, another definition. Một cái sự việc khác. Okay, sorry. Cái con chuột của chúng mình nó không có pick up the... Where is it? I think I missed something. Look back. Yes. Okay, các anh chị coi cái này. Yeah, đây chỉ là một cái ví dụ thôi. The article in English language are the and a and n. You mean in capital those. English has two articles, the and a or n. The nha. The is used to refer to specifics or particular nouns. A and N is used to modify specifics or non-particular nouns, and we call the definite article and A and N the indefinite article. Anh chị hiểu phải không? Cái mạo từ ở trong tiếng Anh đó là những cái chữ the hay là chữ A hay là chữ N. Và tiếng Anh nó có hai loại mạo từ. Chữ the là một, a and n là một. Có khi mình dùng a, có khi mình dùng n. Chữ the thường thường đó, nó
Nó nói về một cái danh từ đặc biệt nào đó, okay? Một cái danh từ đặc biệt nào đó. Còn chữ A and N nó thì thường nó nói chung chung, okay? Không có đặc biệt gì hết, chỉ nói chung chung thôi. Và mình gọi cái chữ the đó là mẫu từ xác định, definite là xác định, and cái chữ A and chữ N đó là mẫu từ bất định, okay? Là mẫu từ bất định. Okay. Rồi. Trong room này không được gây lộn, quýnh lộn trong room tụi mình nha. Sập bàn, sập ghế. Sập bàn, sập ghế là mấy cái cục nợ chảy hết trơn. Là tiếng mi khỏe nhảy lên giường ngủ luôn. Thế sao không có Tommy, I told you when you learn grammar with me you have to have the good imagination, okay? Phải có óc tưởng tượng phong phú, okay? Phải không các anh chị khác, phải không Tạ Linh? Hỏi Tạ Linh là chắc ăn ha, hỏi Tạ Linh là chắc ăn. Học grammar là phải có óc tưởng tượng phong phú, ok? Rồi, nhớ nha Tommy. Ok, tiếp tục. Các anh chị hiểu rồi phải không? Chữ A and chữ N là mẫu từ bất định, có nghĩa là không có xác định sự việc, chỉ nói chung chung thôi. Còn chữ the đó là mẫu từ chỉ định. Ok, let me. Dạ hiểu rồi, cảm ơn. Trong lúc này nhiều khi tiếng Mỹ ưa nói nhiều phải không, lặp đi lặp lại, tại nhiều có nhiều anh chị so smart nói cái hiểu liền, có nhiều người hơi 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 gì đó hơi chậm tiêu, phải nói hai ba lần. That's why tiếng Mỹ phải nói hai ba lần là như vậy đó. Khi mình làm dâu trăm họ mà mình phải làm vừa lòng hết mọi người. Khi the definite article có nghĩa là mẫu từ chỉ định. We can tell what is meant by its definition. Có nghĩa là khi mình dùng chữ the, mình có thể biết là cái người đó đang nói về cái cuốn sách nào, the book, nói về cuốn sách nào. Thế, okay. Thí dụ rõ ràng luôn. Ok, rồi. Cái chữ can đó thì mình miss cái gì apostrophe nha các anh chị. Thiếu cái dấu nhí. A and N, A or N, cái dash thường nó là cái or, chữ or nha. Cái gạch ngang đó thường thường các anh chị phải hiểu đó là chữ or, A or N. Indefinite article. We can't tell what it means by its definition. Okay? Có nghĩa là khi mình dùng chữ A and chữ N thì mình không có thể nói là xác định cái gì hết trơn. Coi câu này nha. Anh chị coi hai câu này đi. Cho một cái thí dụ nữa cho chắc ăn. Okay. This one. And this one. Okay, hai câu này. Một cái dùng chữ the và một cái dùng chữ a. If I say let's read the book, nhấn mạnh chữ the. I mean a specific book. Khi mà mình nói hãy đọc một cái cuốn sách, hãy đọc cái cuốn sách, có nghĩa là mình nói cho người ta biết cái cuốn sách nào rồi. Okay, thí dụ, I give someone a book, okay, and I tell her, let's read the book. Okay. Có nghĩa là chỉ có cái cuốn sách mà mình đưa cho cô ta là mình muốn cô ta đọc cái cuốn sách đó. So I mean it is a specific book. But if I say let's read a book, it means any book rather than a specific book. Anh chị hiểu phải không? Khi mà Tiểu My nói cái câu thứ hai, hãy đọc một cuốn sách đi. Thì Tiểu My muốn nói là đọc bất cứ cuốn sách nào cũng được hết trơn, bạn muốn đọc cuốn sách nào bạn cứ đọc, nhưng mà cứ đọc một cuốn sách đi, okay? Không có specific, không có đặc biệt nào hết trơn, right? Bất kỳ cuốn sách nào. Ok, hiểu rồi, hết rồi phải không?
And here another way to explain this, though, is used to refer a specific or particular member of a group. Có nghĩa là không phải ngoài cuốn sách thôi, mình nói bất cứ cái sự việc gì mà cái sự việc đó mình đã xác định rồi thì mình dùng chữ the. Thí dụ như câu này nha. Thí dụ như câu này. I just saw the most popular. Tôi dùng cái phim mà nó rất là popular, nó rất là gì các anh chị? Mình không dịch ở đây là thông dụng mà rất là, nghĩa là cái phim này ai cũng coi hết trơn á, và nổi tiếng đi cũng được, nổi tiếng trong năm, phổ biến và thành ra khi mà mình nói the most popular movie thì các anh chị người này muốn muốn nhấn mạnh là cái phim nào rồi. Ok, thí dụ như là họ mới vừa coi Star Wars ở trong cái rạp đó rồi đi ra ngoài với bạn thì họ nói câu này: I just saw the most popular movie of the year, you know, I just saw the most popular movie of the year. Thì cái người bạn biết là mình mới vừa coi cái phim Star Wars à. Okay. Cái phim đó là cái phim mà rất là nổi tiếng, ai cũng biết hết trơn. Các anh chị hiểu rồi phải không? Đó nghĩa là nói bất cứ cái sự việc gì mà đã mention hay là đã is being known, right? Hay là câu này. Yeah, I should capital the mouth to the. Hay là câu này. Câu này có nghĩa là gì hả? Ok, để tôi mới explain lại cái đã. Ok, thí dụ trả lời câu này đi. Có người thắc mắc nếu không có người thắc mắc. Cách nghĩa lại. Ok, I just saw the most popular movie of the year. That means there are many movies, but only one particular movie is the most popular I just saw. Therefore, we use the. Có nghĩa là có rất là nhiều cái phim, nhưng mà cái phim mà mình mới vừa coi đó là một cái phim rất là đặc biệt, và cái người đó biết cái phim đó là phim nào. Ok, mình phải nhấn mạnh cái người đó đã biết mình coi cái phim nào. Ok, right. Ok, now Nguyễn Nhân Trung thấy Tử My nè, đừng thấy cô nào hết trơn á. Vô room này cứ nhìn Tử My thôi, ok, đừng nhìn cô nào hết trơn á. Tại nhìn mấy cô khác rồi mấy cô khác làm sao mà nói chuyện, làm sao mà học được. Ok, nhìn Tử My thôi. Ok, I'm so sexy. Không nhìn nhìn ai đâu, không chán thì thôi á. Ok, next one, tiếp tục nha. Next one. Các anh chị coi câu này nha. I would like to go to see a movie. Now, this is a capital D, the article A. Tôi muốn đi xem một cuốn phim, một phim. So here we're not talking about a specific movie, right? We're talking about any movie. And there are many movies, and I just want to see anyone. I don't have a specific one in my mind, in my then. Nên mình nói chung chung tôi muốn coi một phim. Không cần biết phim gì cũng coi hết trơn đó. Drama hay là Western,
Movie hay là horror? Tôi thấy gì vậy? Bất cứ loại phim gì mình cũng coi hết. Rồi, hiểu hiểu rõ kỹ rồi phải không? Bây giờ mình let's look at its kind of article a little more closely. Giờ mình đi sâu vô chi tiết nha. Nãy giờ mình chỉ nói đại cương ở ngoài, phía ngoài thôi, nói vòng vòng ngoài thôi. Bây giờ mình mới đi vô chi tiết. Okay. Trước nhất mình sẽ học về definite article. Okay, let me pause the definition. Khi học một hồi sẽ hiểu thêm, okay? A definite article indicates that. Đợi Jimmy một chút xíu. Jimmy sẽ trả lời cho các anh chị trong PM sau giờ học nha. Okay. Okay, again, a definite article indicates that its noun is a particular one or ones identifiable to the listener. It may be something that the speaker has already mentioned, or it may be something uniquely specified. The definite article in English for both singular or plural nouns is the. Tại sao đây mình dùng chữ is các anh chị mà mình không dùng chữ are? Nó nói for both singular and plural nouns is the. Đố các anh chị tại sao mình không dùng chữ are ở đây? Hả? Có ai biết không? Hỏi các anh chị nào giỏi giỏi á. Hả? For both singular and plural nouns. Hả? Very good. Okay. Các anh chị còn nhớ chị mới nói cái gì mà nó ở trong cái dấu phẩy thì không có quan trọng, mình bỏ nó ra được. Đồng ý không nè? Cái gì trong dấu phẩy là không có quan trọng, nó chỉ add more more information mà thôi. Nó không có quan trọng, mình bỏ nó ra được. Okay, thành ra cái chủ từ đúng của nó sẽ là the definite article in English is. Right? Câu này. Coi lại câu này. Okay, bây giờ mình bỏ những cái gì mà trong dấu phẩy nó không có quan trọng. Cái chị học cái này rồi phải không? Phải không Tả Linh? Đấy. Các chị thấy rõ ràng không? Thành ra cái gì trong dấu phẩy không quan trọng mình bỏ nó ra. Đấy. Thì mình chỉ còn cái câu này mà thôi. So chủ từ thật sự của nó, noun phrase của nó là the definite article in English. Okay. Các anh chị coi câu này. Học tới đâu Tiểu My ôn tới đó cho các anh chị nha. Không có ôn sâu, okay, ôn ngay cái điểm đó mà thôi. Okay. Các anh chị coi câu này. Michelle. Cũng là câu này, okay. My sister is coming. No, no, not this one. Câu này đi. My sister, forget that one, okay? My sister. I should put in Michelle is coming. Câu này and câu này. My sister Michelle is coming. Hai câu này giống nhau không các anh chị? Hả? Huh? I mean the meaning, hả? Huh?
giống nhau không hay là khác nhau, giống hay khác? Câu 2 sai, câu 1 đúng. Hai câu này khác nhau nhưng mà hai câu đều đúng dân phạm hết. Yeah, different in meaning. Okay. Nó chỉ khác nhau về cái nghĩa mà thôi, chứ cái dân phạm vẫn đúng như thường. Khác nhau cái nghĩa là làm sao? Hai câu nghĩa khác nhau nha. Okay. Yeah, khi mà mình có cái dấu phẩy đó, mình bỏ nó ra được. Thí dụ như cái câu này, my sister. Okay, mình bỏ nó is coming. Câu này nghĩa là gì? Mình bỏ cái Michelle ra rồi. Hả? Hả? Khi mà mình nói my sister is coming, có nghĩa là mình chỉ có một cái sister mà thôi. Và cái người đó, cái sister đó tên là Michelle. Ai cũng biết hết trơn rồi. Okay. Thành ra mình không có cần mention nó vô. Anh chị hiểu điều này rồi phải không? Nhưng mà khi mà các anh chị muốn mention một lần nữa để cho có thể có người không biết thì mình sẽ để cái dấu phẩy vô. Okay. Phải để cái dấu phẩy vô. It's coming. Nghĩa là chị mới nói lại, cái dấu phẩy không có quan trọng, những cái information gì nó nằm ở trong dấu phẩy within the comma đó, nó không có quan trọng. Okay. Để vô cho có vậy thôi, chứ ai cũng biết là em của mình tên Michelle rồi. Nhưng mà khi mà mình nói cái câu này, okay, my sister Michelle is coming. Cái này mình xác định là mình có hai ba người em hay chị gì đó, một người tên Michelle, một người tên Melinda, một người tên Linda, một tên Christine, đã thấy như vậy. Thì mình để cái Michelle vô đây mà không có dấu phẩy để nhấn mạnh cho người ta biết cái người em của mình, cái người mà tên Michelle đó mới là tới, còn mấy người kia không có tới. Thế anh chị hiểu rồi chứ gì? Thành ra những cái gì trong dấu phẩy có nghĩa là mình bỏ nó ra được. Okay. Mình bỏ nó ra được. Tại mình để vô cũng dư thừa thôi. Okay. Anh đã trở lại bài học. Các anh chị thấy câu này không? For both singular or plural nouns. Nó nằm trong dấu phẩy, nó không có quan trọng. Mình cứ bỏ nó ra thì mình sẽ biết tại sao ở đây dùng chữ is. Okay. Right? Đừng có confuse cái gì mà đứng phía trước nó. Có nhiều người thấy both singular and plural, tưởng đâu là nó là plural. Thành ra mình phải dùng cái the verb are, to be là are, sai nha. Okay. Anh chị hiểu chỗ này rồi phải không? Say yes thì please. Okay, thank you. Cái chị hỏi, I mean, coi hai câu này. Cái chị coi hai câu này, coi có gì khác. Hai câu này có khác nghĩa với nhau không? The children know the fastest way home. Children know the fast way home. Khác chỗ nào? Yes. Okay. Những cái đứa trẻ mà mọi người đều biết á, okay. Ví dụ như con của mình. Okay.
hay là con của chúng ta đi. Ví dụ như vậy thì mình dùng chữ the children là xác định những cái đứa trẻ nào. Right? Nghĩa là con của mình, hai vợ chồng đang nói chuyện với nhau. The children know the fastest way home, so don't worry. Okay? Ông chồng nói với bà vợ như vậy là câu thứ nhất, là biết là những đứa trẻ đó là con của mình. Còn nói children know the fast way home, nghĩa là nói chung chung những đứa trẻ, con ai ngoài đường hay gì đó, đại khái nói chung chung những đứa trẻ đó nó biết cái cách mà, và con hàng xóm hay con ai nói chung chung thôi, phải và biết cái cách, cái cách nhanh nhất, cái cách tới nhà nhanh nhất. Okay. And the fastest way là một cái cách nhanh nhất. Tại khi mình nói cái so sánh nhất là chỉ có một mà thôi. Anh chị nhớ điều này nha, so sánh nhất là chỉ có một mà thôi. Đấy. Còn cái thứ hai là có thể nó có nhiều cái way, cái nhiều cái fast way hơn mà nói về một cái fast way thôi. Okay. Anh chị nghe hiểu rồi phải không? Thành ra cái chữ the nó rất là hay chỗ đó. Khi mình dùng chữ the thì mình biết là mình họ đang nói về cái gì. So the first sentence refer to a specific children and a specific way home, right? And it contrasts with the second one is more general observation. Ok, hay là hai cái câu này. Đang học gì hả? Mình đang học về cái mẫu từ the. Give me the book. Give me a book. Khi mình nói give me a book là mình nói cái người đó đưa mình cái cuốn sách nào mà mình muốn, right? Cuốn sách mà mình muốn. Còn give me a book là đưa bất cứ cuốn sách nào cũng được. Right? So refer a specific book in the first one whose identity is known. And the second one which does not specify, I mean, specify what book is to be given, right? Rồi, các anh chị nắm vững chữ the rồi phải không? Bây giờ mình qua cái indefinite. A and R N. Any question? Không vẫn là không. Giờ này các anh chị cứ nói check cái nickname của các anh chị hoài. Các anh chị nào mà có cái nick màu đó nhớ đừng có share với nhau nha, mất nick là mất công hỏi tụi mi á. Tại Linh có nick màu phải không? Học tiếng Anh nè. Robot nè, Tại Linh nè, GMC nè. Cho cũng không ai thèm lấy hả? Còn có ngày mai nữa share gì? Trong room help có anh Houston chồng mà. Ok rồi bây giờ mình qua cái indefinite article. Đợi tụi mi trả lời cái người này chút xíu. Thì phải có tiền. Thì phải có tiền. Tô Mộc lên hát bữa hả?
Đợi tí xíu. Ok, tiếp tục nha các anh chị. Ok, hôm nay tụi mình không có check được nha về cái nickname đó. Có thể cái credit card nó bị trục trặc rồi. Ok, có thể add cái nickname của anh Houston đi rồi kêu ảnh vô help room đi. Ảnh check cho. Ok. No. Có thể cái credit card nó không có tiền. Không có tiền thao thoát lấy nick lại rồi. Đổi màu rồi. Ok rồi, bây giờ bắt tiếp tục nha các anh chị. Coi cái definition của cái indefinite pronoun nha. Mua ban đầu biết không? Nếu mà mua qua cái link nào đó, cái website nào đó thì cái server nó chỉ pick up cái information rồi nó bán thôi. Nhưng mà vô gặp cái người live person giống như Tiểu My thí dụ như vậy đó, thì họ sẽ double check là họ thấy cái credit card nó bị trục trặc nên họ cancel. Thành ra cái nick nó trở lại màu đen hay là màu blue hay whatever before, ok? Yes. Chứ không phải mua rồi nó xanh mua được rồi rồi nó đổi màu là nói nó không, cái đó chỉ có cái server của cái Paltalk nó pick up rồi nó bán thôi. Ok. Ok, now. An indefinite article is khác gì đâu hả? Không phải là không. Ok, chị mình nói vậy rồi, không được disturb chị mình nữa. Ok, tiếp tục. A and N signal that the noun modifier is indefinite. Pause lại cho nó thấy rõ. And referring to any member of a group is maybe something that the speaker is mentioning that the for the first time. Or the speaker may be making a general statement about any such thing. English use A and N, I mean A or N, as its grammarly indefinite article. Nghĩa là gì? Cái mở từ bất định đó, nó nói về một nói là cái danh từ của nó đó thì không có đặc biệt gì hết trơn. Okay. Và nó có thể nó indefinite là có thể là nó gì sao ta tới cái người nghe nó không có đặc biệt hay là nó không có nói cho cái người nghe biết là nó làm sao đó. Câu này dịch như vậy đó, có nghĩa là như vậy đó. Cái mở từ A and N đó thì thường thường nó bổ bổ túc cho một cái danh từ không có xác định và nó chỉ nói chung chung thôi. Ok, nó nói chung chung của một cái group nào đó. Thí dụ mình nói a teacher, teacher đó là một cái member of a group of teacher. Ok, và nó có thể nói là một cái sự việc gì mà cái người nói muốn mention tới at the first time, nghĩa là lần đầu tiên. Ok, and cái người nói đó thì chỉ muốn nói một cái sự việc chung chung thôi về bất cứ một cái điều gì. Ok, chỉ mới cho cái thí dụ này nó dễ dễ hiểu cho cái definition thôi, chứ còn dịch tiếng Việt chỉ mới dịch không có thông. Ví dụ nó I just bought a car. Không phải destination mà definition. Ok, destination là cái nơi này mình tới. I just bought a car. Mình nói với người bạn mình, I just bought a car. Đây là lần tiên đầu tiên mình mention cái vấn đề này cho cái người bạn, thì nên mình dùng chữ A. Đó, cái definition nó nói như vậy. Ok, nghĩa là cái sự việc mention lần đầu tiên thôi. About anything. Ok. Cho thí dụ khác nha.
No. Sao con chuột của tụi mình nó không có read được? Ok, một cái khác nha. My daughter really wants a dog for Christmas. Con gái tôi thì thật sự muốn một con chó. For Christmas là gì các anh chị? Thường thường Giáng sinh mình cho quà với nhau đó. Có nghĩa là cho cái món quà cho Giáng sinh cho cô ta đó là một con chó. So this refer to any dog. And we don't know which dog because we haven't found the dog yet. Đúng không các anh chị? Mình đâu có biết cô ta muốn con chó nào, cô ta chỉ muốn một con chó thôi, con chó nào cũng được. Chow cũng được hay là Shepherd cũng được. Any dog. Và con chó đó mình đâu có chưa có tìm ra. Chỉ mention lần đầu tiên thôi. Ok. Thế là câu này. Somebody calls a policeman. Somebody calls a policeman, please. Ai đó gọi gọi cảnh sát giùm tôi đi. Chỉ nói a policeman thôi. So this refer to any policeman, right? We don't need a specific policeman. Policeman, and we need any policeman who is available. Gọi một công cảnh sát nào mà đang đang free đó. Ok, đã thấy như vậy. Rồi các anh chị hiểu cách dùng chữ the and chữ e và chữ and rồi phải không? I mean khi nào dùng chữ the, khi nào dùng chữ e and chữ and rồi phải không? Hả? Rồi, hiểu rồi. Giờ cái nào cũng được, miễn là cảnh sát thôi. Bây giờ mình qua cái phần thứ hai. Cái phần thứ nhất là definition, nghĩa là định nghĩa. Các anh chị hiểu cái định nghĩa rồi. Giờ mình coi cái cách dùng, đi vô chi tiết nữa. Okay. How to use it or how to use them. Trước nhất là mở từ A. Use A, mở từ A. Before a consonant and before words that begin with the long sound use or before a vowel with a consonant sound. Nghĩa là gì? Cho thí dụ. Mình dùng cái mở từ A trước một cái consonant, trước một cái phụ âm. Ok. Và trước những cái chữ mà mặc dầu nó là nguyên âm nhưng nó sao là use. I mean, yeah. Sao là use thì mình cũng dùng cái chữ A. Cho thí dụ nè, cho thí dụ các anh chị sẽ thấy rõ hơn. Yeah, this is a long one, sao cái này post xong cũng được. Các anh chị coi thí dụ. Yeah, là university. Ví dụ mình nói a book, a jar, a table, a uniform. Sao là use, right? Uniform. A university. A U-turn. A European. A user. Sao là user, right? User. Mặc dầu cái chữ you đó nó là vowel, phải không các anh chị? Phải không? Nó là vowel. Nhưng mà mình sao nó là use, right? User. Right? Thành ra ở đây mình sẽ dùng chữ A luôn. Không có nói an user nha, mà nói a user. Okay. Okay, now, tiếp tục. Có nhiều anh chị đã giỏi grammar rồi, nhưng mà trong room này cũng có nhiều người họ không biết về grammar. Okay, thành ra, thì mình phải đi từng step. Use and. Before a singular noun beginning with the vowels A, E, I, O, and U, or words with a mute sound.
Thế bill sau có nghĩa là gì? Nghĩa là câm đó, nghĩa là những cái consonant sound mà mình không có đọc ra, mình không có đọc ra. Ví dụ mình nói an hour, các anh chị coi cái này, ok, mình không có đọc cái chữ h, ok, thành ra mình sẽ đọc là hour, cái chữ h nó câm, nó không có đọc. Tại sao? Nên mình chỉ đọc là trời đất. Cái chữ H rồi có cái dấu nó ra cái dòng nó. Ok, mình đọc là hour. Nên khi mà mình đọc hour thì mình sẽ dùng chữ N. Đúng không các anh chị? N. Tại nó đứng trước cái nguyên âm là O. Thí dụ khác, có nghĩa là những cái chữ gì mà trước nó là một nguyên âm thì mình dùng chữ n, hay là trước một cái âm câm không có đọc thì mình cũng dùng chữ n. An apple, a là vowel, an eagle, a, I mean e là cũng là vowel nguyên âm, an idea, i cũng là nguyên âm, an umbrella, an old man, an hour thì mình sẽ dùng chữ n. Nhớ điều này quan trọng nha các anh chị. Ok, dùng mẫu từ A or N trong những trường hợp khác. Thí dụ, an horse. Horse không phải là a horse. A horse. Horse là nó đâu có câm đâu. Nó đâu phải âm câm đâu. ESL protector. Yeah, nó đâu câm đâu, nó nói được mà. Ok. A knife hay là a knife. Đâu phải a knife. Các anh chị, ta nói câu này, biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Các chị cứ post những cái sai làm tụi bị confused không? Có nhiều người biết không? Có nhiều khi nó như vậy. Một người nói sai, mình biết đó là nói sai. Hai người nói cái đó sai, làm cho mình confused. Ba người nói cái đó sai, làm cho mình tưởng thiệt. You have to trust yourself. Okay? Có nghĩa là mình phải tự tin chính mình biết chắc chắn cái đó nó sai, thì dầu cho người ta nói đúng mình cũng nói sai. Nhớ điều này nha các anh chị, nhớ điều này nha. Ok, các chị hiểu chị mình nói gì phải không? Mình biết chắc chắn cái đó sai mà nhiều người nói cái đó đúng, vì sao mình vội vã mình theo họ? Ok, không được. You have to trust yourself, có nghĩa là mình phải tin chính mình trước. Ok, rồi thí dụ mà mình double check everything đồ này kia, 100 người nói sai thì mình mới theo họ. Ok, thành ra trong room này các anh chị mà nói cái gì trái với tiểu mi làm tiểu mi confuse á. Ok, không có được gạt nha, không có được game, làm game với tiểu mi nha. Hiểu rồi chứ gì? I mean không có được thử nha, không được thử nha, không được thử thầy cô nha các anh chị. Ok. Use A and N to indicate membership in a group. I mean in a group. Thí dụ, có nghĩa là khi mà mình nói một cái sự việc mà nói chung chung, nó là một cái member của một cái group thì mình cũng dùng cái mẫu từ A or N. Cho thí dụ. Ví dụ mình nói I am a student. So student is a member. Ủa sao không copy được? I am a student. So student is a member of a group. Nghĩa là mình, tôi là một học sinh trong cả số cả trăm cả triệu là cái group của cái học sinh group, member groups, right? Nên mình cũng sẽ dùng cái mẫu từ A. So I am a member of a large group known as a student. I mean known as a student, right? Hay là cái câu này. Chứ không có được nói trống là I am student. Không có được nói như vậy.
am doctor, không được nói gì vậy. I am a doctor. Mình phải nói rõ ràng chữ A đàng hoàng. Tại doctor cũng là một cái member of a group. Hay là she is a Vietnamese girl. Vietnamese girl nó cũng có cả triệu cả trăm Vietnamese girl phải không? Thành ra mình nói nó một cái member của cái group đó thôi. Okay. I am the president. Khi mình nói I am the president là mình nhấn mạnh chứ đâu có nói chung chung đâu. Khi mà nói the president, president of what? Phải không? Angry Tiger, Việt Nam, hả? Phải không? Khi mà nói president, hay là khi dụ mình đang ở một cái công, chỉ có một president. Khi mà mình đang ở một cái công ty mà mình nói I'm the president có nghĩa là mình là người đứng đầu cái công ty đó, phải không? Đồng ý không nè, thành ra mình dùng chữ the là đúng chứ mình không có dùng chữ a hay là chữ an. Ok. Nhưng mà khi không nói được như vậy, không nói được như vậy. Ok. Chị không hiểu mà chúng mình cũng không biết tắt nghĩa đâu. President, khi mà mình đã nói I am the president, tại đây dùng chữ the đúng chứ họ đâu có nói em a president đâu. Các chị cũng có thể nói là I'm a president, tôi là một một cái người đứng đầu ở trong cái hãng nào 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 đó đó thì dùng dùng chữ a được. Hay là tôi là một tổng thống thì cái người kia chưa có biết mình là tổng thống nào. Tại vì Tiểu My muốn cái câu của ai đó dùng chữ the. Ý của Tiểu My nói đây khi mà mình dùng chữ the đó thì xác định cho người ta biết mình là president của ai, của nước nào hay là của cái công ty nào. Các anh chị hiểu không? Còn mình đang học về chữ E thì các anh chị phải dùng chữ E, ý của Tiểu My nói như vậy. Okay. Các anh chị hiểu Tiểu My nói không? Tại vì mình đang học chữ E mà xen vô chữ D, thành ra Tiểu My không đồng ý là khi mà các anh chị dùng chữ D thì nó không có nằm ở trong cái phần A and N nữa. Okay. Rồi hiểu hết trơn rồi. Okay. Rồi một cái trường hợp khác để mình dùng chữ E. Các anh chị không có được jump off the conclusion nha. Say yes, please. Từ từ, các anh chị một cái bài của Tiểu My soạn đó, nó sẽ không có thiếu sót cái gì hết trơn. Khi mà Tiểu My nói, ok, bài học hôm nay chấm dứt, mà Tiểu My có thiếu sót cái gì hay Tiểu My có skip cái gì thì các anh chị mention lên. Còn đang nửa chừng thì các anh chị đừng có hỏi, ok? Chuyện đâu còn có đó. Từ từ, từ từ, từ từ, từ từ. Take it easy, take it easy, take it easy. Thế. Rồi, chịu rồi, phải không? Đồng ý chưa? Khi nào Tiểu My nói bài học hôm nay chấm dứt. Đó, nếu mà thấy Tiểu My thiếu sót cái gì thì mention lên. Đấy, còn những cái điều Tiểu My chưa mention thì làm như vậy mất giờ. Rồi, một trường hợp khác nữa. Use before an adjective as complement. If the noun is modified by an adjective, the choice between A and N depends on the initial sound of the adjective that immediately follows the article. Có nghĩa là gì? Mình nếu mà nó dùng nó trước một cái tính từ như là một cái complement. Anh chị hiểu cái complement không? Chắc không hiểu rồi, để cắt nghĩa sau đi. Và nếu mà cái danh từ đó nó được bổ túc bởi một cái tính từ, bổ nghĩa bởi một cái tính từ thì mình có cái choice,
Nghĩa là mình có cái sự chọn lựa giữa chữ A or chữ N. Tùy thuộc vào cái có khi nào cái mail của Nick khác với cái email credit card không hiểu câu này. Không bao giờ nó cancel by by email address, ok? Không bao giờ. Okay, nó check on your credit card and if it's not good, they will deny right away, okay? Not by the email address. Okay, câu nào không hiểu thì đánh trong PM cho Tiểu My đây, rồi Tiểu My không hỏi nó được đâu, nhưng mà Tiểu My sẽ có xong tiền. That's why you. Khi trở lại bài học nha. The choice with có nghĩa là khi một cái danh từ mà nó có cái tính từ đi phía trước thì mình sẽ có cái sự chọn lựa chữ A or chữ N. Tùy theo cái tính từ đó nó bắt đầu bằng chữ gì, bằng phụ âm hay là nguyên âm, consonant hay là vowel. Nếu mà nó tính từ nó bắt đầu bằng một phụ âm thì mình dùng chữ A. Còn bắt đầu bằng một nguyên âm thì mình dùng chữ N. Chỉ có vậy thôi, đó là cái definition nó nói như vậy. Cho thí dụ nha. Nghĩa là tính từ trong trường hợp này nó sẽ đi theo, I mean cái mẫu từ A or N nó sẽ đi theo cái tính từ chứ không phải là đi theo cái danh từ. Okay. Ví dụ nè. She sings a beautiful song. So beautiful nó bắt đầu bằng một cái phụ âm là B, consonant là B, thì nó sẽ dùng chữ A. And he bought a new house. So new nó bắt đầu bằng cái phụ âm là N thì mình dùng chữ A. But it's an unusual problem. Thì unusual vowel thì mình dùng chữ N. Thế nên đây nó đi theo cái tính từ chứ nó không có đi theo cái danh từ. Đó là cái định nghĩa nó nói như vậy. Ok, một trường hợp khác mình dùng mẫu từ N. Use before an apposition. Apposition là gì các anh chị? Mình gọi là đồng cách đó. Đồng cách đó. Hay là đồng vĩ ngữ gì đó. Cho thí dụ thì các anh chị sẽ hiểu rõ hơn. Đồng cách đó. Thí dụ đồng nghĩa với nhau đó. Thí dụ tiếng Mỹ nói my sister Michelle, so Michelle nó sẽ là opposition, nghĩa là đồng đồng nghĩa với nhau. Michelle cũng là my sister cũng là Michelle, thí dụ như vậy. Hay là cho một cái thí dụ này đi trong bài. I like Nguyễn Du, a famous poet. So Nguyễn Du cũng là a famous poet. Thấy không các anh chị? Thấy không? Right? Hay là I sing áo em xích chỉ đường tà gì đó. Thì a song by Phạm Duy. Nghĩa là opposition, đồng cách với nhau. Thì mình cũng dùng chữ A. Một trường hợp khác để mình dùng chữ A nữa. Tại sao post là không được? Okay, no, try one more time. Text support. When you introduce a singular noun for the first time,
and represents no particular person or thing. Thì mình cũng dùng cái mẫu từ a or an. Thí dụ, câu này có nghĩa là khi mà mình giới thiệu một cái danh từ số ít lần đầu tiên, right? Hoặc là nó đại diện cho một cái người nào hoặc một cái sự việc nào mà đặc biệt thì mình cũng dùng cái mẫu từ. Ví dụ, yeah, cái bài text nó hơi boring các anh chị, nhưng mà các anh chị cũng phải theo dõi để một hồi mình làm bài tập thì mình mới nắm vững được. Okay. I need a visa. She gives me a flower. A visa là specific thing, phải không các anh chị? Ok, con cái này hay nè. Cái điều này chị My biết, có nhiều người không biết nè. Chúc chat live trả lời cho mình biết thêm. When you place before Mr., Mrs. or Miss, mình cũng dùng chữ A. Có bao giờ các anh chị thấy cái câu này không? A Mr. Brown. Các anh chị có giờ thấy câu này không? A Mr. Brown, a Mr. Nguyễn, a Mrs. Nguyễn. Thấy như vậy? Thấy rồi. Dạ, bài học này các anh chị học rồi. Điều mình hy vọng các anh chị còn nhớ. Hai câu này nghĩa là gì? Hai câu này khác nhau chỗ nào các anh chị? A Mr. Smith will come to visit us soon. Mr. Smith will come to visit us soon. Nghĩa là gì? Hai câu này có khác nghĩa với nhau không? Khi mà mình có cái mẫu từ A đó, okay, có nghĩa là mình chưa từng biết cái ông Mr. Smith này là ai, chưa từng thấy mặt mũi ổng ra làm sao, và không biết ổng là ai, ổng từ đâu tới, mình không biết. Okay. Thành ra mình nói a Mr. Smith will come to visit us. Okay. Còn cái câu thứ hai đó là mình biết cái ông Smith này là ba của bạn của mình, hay là ổng ở kế bên nhà mình, hay là ổng dạy toán đại khái như vậy. Anh chị phân biệt được rồi phải không? So a Mr. Smith meant a man called Smith, and implied that he is a stranger to the speaker or to us. Có một người đàn ông tên Smith, và người đó là một người lạ với mình. Why Mr. Smith without A implied that the speaker knows or known of his existence. Right? Rồi, các anh chị biết rồi, phải không? Mình nghe nói thôi, ok? Mình nghe nói có một cái ông Smith nào sẽ tới, mà mình không có biết ông Smith đó là ai. Mình chỉ nghe nói thôi. Ok, nghe một người bạn nào nói thôi, ông Smith nào đó. Ok? Ephemera. You agree with me, huh? Yeah, mình chỉ nghe nói có ông Smith nào tới thôi, okay? Yeah, học với Tiểu My còn nhiều cái ngộ ngộ lắm á. Okay, còn nhiều cái ngộ ngộ lắm, lạ lạ lắm. And funny nữa, okay? Thì theo Tiểu My đi, Tiểu My đi đâu theo Tiểu My đi là biết liền à. Học cái giới Tiểu My nhiều cái cái vừa nghe tới, tưởng đâu nói giỡn, nói thiệt. Ok now, một cái trường hợp dùng chữ
những cái bài mà Tiểu My chia sẻ cho các anh chị này đó là Tiểu My soạn ở trong những cuốn sách đại học nha các anh chị. Nhiều khi các anh chị học vẫn còn học tiểu học hay trung học, các anh chị chưa có thấy những cái vấn đề này, okay. Những cái vấn đề này và Tiểu My soạn trong rất là nhiều cuốn sách thành không có miss cái phần nào cho các anh chị hết, okay. When you are referring to a single account now, that do not refer to one specific item in a general way, thì các anh chị cũng dùng mẫu từ A or N. Khi mà các anh chị nói về một cái danh từ mà đếm được số ít mà nó không có nói tới một cái vấn đề gì mà đặc biệt, nó chỉ nói chung chung thôi, thì các anh chị cũng dùng cái này. Thí dụ câu này: A zebra has black and white stripes, or an apple is good for you. Cái con ngựa rằng á, phải không các anh chị? Nó có sọc đen và sọc trắng, phải không? Hay là một cái táo á, cái bom á, thì nó tốt cho sức khỏe của bạn. Cái gì vậy? Ngựa vằn hay ngựa rằng gì đó? Cái mi thì nó ngựa rằng. Thì các anh chị thấy theo cái định nghĩa, cái zebra là cái singular noun, right? Danh từ số ít. Cái apple cũng vậy, nên mình sẽ dùng nó. Ok, câu này, một cái trường hợp nữa dùng chữ A nha. Cứ repost this one hoài. Cái mouse của Tiểu My nó không có pick up cái information. Let's see, paste. Yes, hy vọng được. Okay, forget the first sentence, okay? When you use before a singular noun complement. Complement là gì? Vĩ ngữ. Nhưng mà vĩ ngữ có nghĩa là gì? Các anh chị coi câu này nha. Nói đúng ra nó bổ nghĩa cho cái subject. Angry Tiger nói đúng, okay. Nó bổ nghĩa cho cái subject, cái chủ từ ở phía trước, và nó thường thường nó đứng sau cái động từ to be, thành ra mình gọi nó là complement, okay. Hay là mình gọi nó là noun complement, nghĩa là nó bổ nghĩa cho cái chủ từ ở phía trước. Có nghĩa là he's an actor, not the same. He's cũng là he là actor, hay là is là a quick, hay là she là doctor. So cái actor, a quick or doctor nó là complement của cái chủ từ là he, it or she, mình gọi là complement. Và thường thường mình khi mình nói cái complement, thường thường nó phải có cái động từ to be ở trong đó. Các anh chị hiểu complement rồi chứ gì, phải không? Hả? Say yes đi please. Yes, nó như vậy, ok. Cảm ơn. Nói yes đặng mình qua cái chỗ khác chứ không thôi chỉ mày nói hoài uống miếng nước mới được. Không say yes chỉ mày cứ lặp đi lặp lại hoài rồi nói sao, chỉ mày nói nhiều. Ok. Rồi next one. Ok, next one, một trường hợp nữa. When you use with a certain number or an expression misspell nha các anh chị, double S, right không? A quality ratio. Đây, chúng mình sửa lại trong bài học.
một S hay là hai S ta, tại sao nó không có mention cái force. Let me double check in dictionary then. Nhưng mình nghĩ nó double S mà tại sao nó không có smell, không có spell yeah, 2S, okay, 2S. 2S, that's right. Let me spell right there. Let me correct in my text then. Yeah, 2S. Right. Mình dùng nó khi mà nó đứng trước một cái số số nào đó, hoặc là diễn tả một cái quantity là gì? Quality là quantity là số lượng hả? Dạ, số lượng. Còn quality là gì? Là chất lượng phải không? Dạ, nghĩa là thường thường nó diễn tả một con số hay là một cái số lượng nào đó. Thì mình cũng dùng and ratio là tỷ lệ. Thì mình cũng dùng cái mẫu từ. Thí dụ one, I mean two times a day, $40 an hour, khá như vậy. Và chất lượng. Ok, một cái trường hợp khác để mình dùng chữ mẫu từ A or N. When you use before N, abbreviation, ví dụ như chữ IN nghĩa là inch, bike có nghĩa là bicycle, an acronym or a number thì mình cũng dùng chữ abbreviate là chữ viết tắt. Ví dụ nha, I have an IBM computer. I drive a 2008 Mustang. The report interviewed a NASA engineer, right? Engineer, I missed the engineer. NASA engineer. What time is it now? Okay, we have the last item to learn. Then we do the exercise after this, afterward then. I have, oh no no. Cái con chuột của Timmy nó không có read được. Timmy không có copy được. Some abstract nouns can be used in particular sense with a an. Thí dụ như a help, a relief, a sham, a mercy, a pity, a wonder, a fear, I mean a fear, a help, a knowledge of. Thì mình cũng dùng cái này. Dùng, cũng dùng cái mẫu từ amen. Okay, it's a beauty you weren't here. My children are great help. Are a great help to me. Are mà còn a nữa, các anh chị thấy. So a great help to me có nghĩa là that's the whole now group. Okay, mình cũng có thể gọi nó là the object. Không không, sao cái động từ to be không phải là object? Mình có thể nó mình gọi nó là gì các anh chị? Complement cũng được phải không? Phải không? Complement. Okay, last thing. Cái yếu tố cuối cùng nha. When you use an explanation phrase with quite, half, what, such, many as, to, so, without, with, as, like, and like. Thì mình cũng dùng cái này. Ví dụ những cái câu này.
Exclamation có nghĩa là những cái câu mà exclaim đó các anh chị, có cái dấu exclamation quote đó, nghĩa là cái dấu mà cái dấu này gọi là gì, dấu ta tháng đó, dấu tháng từ đó. Nghĩa là diễn tả những cái hành động hay là những cái sự việc nào quá sức tưởng tượng. Okay, những cái câu này rất là hay các anh chị, quá sức tưởng tượng, rất là ngạc nhiên với mình, hồi nào giờ mình chưa biết cái vấn đề này, hay là làm cho mình rất là ngạc nhiên đó, thì mình dùng những trong những cái câu này. Và nó hơi khó nhớ, các anh chị phải học đi học lại hoài các anh chị mới nhớ. He is quite a nice boy. Cậu ta thì là một cậu bé rất là tử tế, rất là tốt. Các anh chị thấy cái exclamation mark ở phía sau thấy không? Cái này quá sức tưởng tượng hơn bình thường, ok? Thì mình dùng những cái câu như vậy. Hay là câu này. We work for half an hour. Tôi đi bộ nửa tiếng đồng hồ rồi, nhấn mạnh như vậy than á, phải không? Nó đi bộ nửa tiếng đồng hồ rồi, cho tôi nghỉ với chứ, đại khái như vậy. Quá sức tưởng tượng, khi cự nữ than phiền, đại khái gì. Ok nào, next one. Sao các anh chị phải để cái dấu ta tháng vô. Oh, wow, what a big house he built. Cậu ta cất cái nhà bự làm sao đó đó. Đó, câu này dịch như vậy. Cậu ta cất cái nhà bự làm sao đâu đó. Ok. Hay câu này. Thì các anh chị thấy cái mẫu từ a nó đứng sau những cái chữ như vậy đó. What a beautiful girl. Cái cô đó đẹp làm sao đâu đó. He bought such a large garden. Okay. Yeah. Thay vì mình nói she is a beautiful, mình nói what a beautiful girl. He bought such a large garden. Cậu ta mua một cái ngôi vườn phải không? Cái khu vườn bự làm sao đâu đó. Cái như vậy. Câu này mới hay nè các anh chị, có nhiều người không biết câu này nè, hồi nãy ai nói đó ngộ ngộ, câu này nghe ngộ ngộ, tưởng đâu nó sai. Okay. Many a boy, many mà còn a boy nữa, viết trật lất mà chớp bà nhán mới vô room nói tiểu mi viết trật lất vậy mà cũng bà đặt dạy, trời ơi quýnh cái chết bây giờ. Many a boy là quắc luôn. Many a boy is absent today. Câu này có nghĩa là như vậy nè các anh chị. Okay. Mình tách rời nó ra. Okay. Câu này các anh chị phải hiểu như vậy nè. Một một cái cậu con trai nó vắng mặt hôm nay. Okay. Cái sự việc là một cậu con trai vắng mặt hôm nay. Right. Mình để chữ many vô có nghĩa là ồ, cái sự việc mà một cậu con trai vắng mặt nó xảy ra nhiều 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 như vậy á, nhiều như vậy chứ không phải là một thôi. Anh chị hiểu chỗ mình nói chỗ này không? Cái này câu này có nghĩa là thay vì mình nói cái câu này, khi mình nói câu này. Hai câu này nó đồng nghĩa với nhau nha. Hai câu này nó đồng nghĩa với nhau nha. Đợi từ từ. Many boys are absent today. Hai câu này giống nhau nha các anh chị. Hai câu này giống nhau nha.
Nhưng mà tại vì mình nói cái câu ở phía sau không có cái exclamation mark nha, mark. Câu phía sau không có cái dấu chấm than, câu phía sau chỉ nói thường thôi. Nhưng mà khi mà các anh chị nói many a boy is absent today là các anh chị rên rỉ đó, phàn nàn đó. Các anh chị hiểu cái cách dùng không? Để mình không biết dịch nhưng mà hai câu này giống nghĩa nhờ. A boy is absent today. Rồi mình thêm cái chữ many ở phía trước có nghĩa là nhiều đứa trẻ vắng mặt hôm nay. Anh chị phải hiểu đơn giản như vậy. Nhưng mà nếu mà mình dùng cách này đó thì mình đang than phiền. Ok? Mình đang cự nữ. Nghĩa là trong lớp thí dụ có 20 trò mà chỉ còn có một trò mà thôi. Ok? Thì mình dùng cái câu này. Many a boy is absent today. Còn cái câu ở dưới many boys are absent today có nghĩa là thí dụ trong lớp 20 trò mà chỉ còn có 10 trò thôi thì cũng còn được phải không các anh chị, cũng còn được, không có đến nỗi nào mà mình phải rên rỉ phải không, cũng còn được. Các anh chị hiểu điều này chưa? Một câu là rên rỉ, còn một câu là chấp nhận cái sự việc đó mà không cần than thở gì hết. Hiểu rồi phải không? Right? Yeah, thì Tiểu My mới nói nãy mà, học với Tiểu My có nhiều cái ngộ ngộ chưa từng thấy. Rồi, đồng hiểu rồi phải không? Thành ra khi mà mình nói many a boy is absent thì mình phải dùng chữ A và chữ Y. Và khi mà mình dùng chữ A để nhấn mạnh, và khi mà mình dùng chữ A thì nó phải là động từ, nó phải là số ít. Okay. Động từ phải là số ít. Cái điểm này là cố tình mình dùng cái mạo từ sau những cái chữ như là hồi nãy tôi mention lên rồi, many, search, rồi này kia đó. Để chi? Để nhấn mạnh. Okay. Còn nếu mà muốn muốn boys mà nhiều boy đó mà nói thông thường thì mình thêm chữ s với động từ to be are thôi. Right. Okay, next one. Sau chữ famous. Để mà hỏi chữ mi post là cái định nghĩa các anh chị sẽ thấy rõ hơn. He is a famous a poet a Sung Diệu. Thay vì mình nói he is a famous A Xuân Diệu. Câu này là mình nói bình thường thôi. Không có cái gì mà ngạc nhiên hay là khen thưởng hết trơn. Hai câu này đồng nghĩa với nhau. Nhưng mà khi mà mình nói he is a famous A boy A Xuân Diệu có nghĩa là mình nhấn mạnh đúng rồi. Thành ra nó có cái dấu chấm than ở phía sau. Thì tùy theo các anh chị, hai cái đều là so sánh bằng hết. Ok. Anh chị hiểu chị mình nói không? Hai cái đều là so sánh bằng hết, nhưng mà một cái mình nói bình thường thôi. Rồi, cảm ơn các anh chị. Yes. Khi mà các anh chị hiểu say yes giùm chị mình đi để chị mình qua cái vấn đề khác. Hay là câu này. She is so famous a singer. Sao chữ so? Right. Cô ta thì rất là nổi tiếng làm sao đâu đó. Cô ta là một người ca sĩ nổi tiếng làm sao đâu đó. Đó là những cái này là quá sức tưởng tượng của mình. Okay. Hay là câu này. Yeah, cô ta nổi tiếng dữ lắm á. Mình phải lên giọng la làng lên.
I'm so kind a mother. I miss the exclamations mark. I'm sorry. I'm so kind a mother. Tôi là một người mẹ tốt làm sao đâu đó. Tốt nhất thế giới là cái gì vậy? Hay câu này. Không ai thấy mình, không ai biết mình, mình cứ nâng mình lên tối đa luôn. He's going out without a hat. Cậu ta đi ra ngoài mà không có đội một cái nón nữa, không có một cái nón trên đầu nữa. Về đây rồi bệnh cho biết. Tháng vậy mình cự vậy đó. He's going out without a hat. Chị nói đó. Tháng vậy xài xế bà vợ. Hay xế bà vợ á. Để cho nó đi ra ngoài mà không có đội cái nón nữa. Khái gì á, la lên. Đó là những cái câu mà mình dùng như vậy đó các anh chị, rất là hay các anh chị. Mình không biết chứ Mỹ thường thường nói gì á. Nhiều khi nó nói giọng bình thường mà mình đâu biết là nó đang cự mình. So famous A. So famous A. Tại vì thường thường chữ A hồi nãy giờ hộp giấy có để ý không? Thường thường dùng chữ A là phía sau nó phải là danh từ. Ok. Thông tin check lại đi. A mother, a singer. Right? Biết đọc sao không? Giỡn hoài. Tiếng mi nói tiếng Việt hơi ngọng ngọng chứ đó. Tiếng mi đi dạy tiếng Việt cho mấy đứa con nít mà nó cũng không biết nói tiếng Việt. Giống tiếng mi hết. Dạy mấy đứa con nít mà nó không biết nói tiếng Việt cũng giống giống tiếng mi vậy đó, biết không? Tại vì mình dạy nó mình có nói sai nó cũng đâu biết đâu. Mình cứ nói sai nó cũng đâu biết đâu. Thầy trò thì xem mà. Nồi nào úp dung nấy gì đó. I don't know. He come to see her with a gift. Nghĩa là gì? Cậu ta, I mean with a gift. Ok, không phải without. Nghĩa là từ nào giờ cậu ta mỗi lần tới thăm cô ta không có món quà gì hết trơn á. Chán thì thôi á. Tới thăm người đẹp mà không có cái gì hết trơn á. Thành ra bữa nay á, giờ đi tay không á không. Còn bữa nay tự nhiên có món quà, hình ra mình la lên. Wow, he come to see her today with a gift. Câu này có nghĩa là từ trước tới giờ đó cậu ta kẹo như kẹo kéo. Anh chị phải hiểu, ok, khi nói câu này là mình biết cái cậu này làm sao rồi, ok. Anh chị hiểu cái cách dùng rồi phải không? Wow, he come to see her today with a gift. Cái gì vậy? Thành ra các anh chị thấy khi mà dùng chữ A đó thì nó phải đứng trước một cái danh từ, chứ nó không có đứng trước một cái tính từ. Ok. Tính từ. Next one. She. Yeah, cứ nói đi. Cứ mention. Này cô viết. She talked to me as a friend, not as a teacher. Cô ta nói chuyện với tôi như một người bạn, không phải như một người thầy. Ok, không phải như một người thầy. Cái gì vậy? Ok, next one. Chắc ngày mai mình mới làm bài tập quá các anh chị. I don't think we have enough time for the exercises. Đợi tí xíu nha. Phải không? Phải câu này không? Dạ, yeah, đúng rồi. He talks like a wise man, but he acts like a fool. Cậu ta nói thì giống như là một người thông thái lắm vậy đó. Nhưng mà khi mà cậu ta làm thì giống như một gì? Chữ này nó hơi nặng. Thôi để các anh chị nói đi.
như một người ngu đần vậy đó, một người ngu đần á và ngu ngốc thì nó khó gì đó, người không thông minh á. Yes, okay. Ok, now next one. Rồi, đó là tất cả những cái trường hợp mình dùng cái mẫu từ A. Bây giờ qua mẫu từ the. Các anh chị nắm vững rồi phải không? Trong room này Tiểu My không có share cái bài học các anh chị nha, không có give out the text, ok? Các anh chị phải tự động copy and paste, ok? Tại cái bài test của Tiểu My á, Tiểu My viết tùm lum ở trỏng hết trơn á. Rồi nhiều khi Tiểu My note nó something so funny, Tiểu My không muốn đưa cho các anh chị coi đọc mắc cỡ lắm á. Ok. Dạ, giáo án hả? Dạ, những cái điều quan trọng là Tiểu My post ra hết ngoài room cho các anh chị rồi, cắt nghĩa rõ ràng rồi. Đấy. Ok, definite article. Like was, ở này bắt buộc phải có cái chữ was, tại vì mình không có đảo ngược nó lại. Ok, tại was man này mình gọi nó giống như là một cái gì, một cái compound noun. Ok, một cái compound noun, thành ra gọi compound noun thì nó cũng nằm ở trong cái phần noun. That's a good question, hợp lý. Ok. Nó là compound noun. Ok, rồi bây giờ qua cái definite. Yeah. Definite hay indefinite? Nói hồi cái sao tẩu quả luôn. Giờ mình qua cái definite article the. The definite article is used before singular and plural nouns when the noun is specific or particular. We use the to refer to nouns that have already been mentioned or when it is obvious what particular things is being referred to. Nghĩa là gì? Cái mẫu từ xác định thì được dùng trước một cái danh từ số ít hoặc số nhiều. Khi mà cái danh từ nó được xác định một cách đặc biệt thì đó. And thì dịch nha, and chúng ta dùng cái chữ the đó để nói lên những để refer là để chỉ những cái danh từ mà nó đã được nói đến, ok, hoặc là nó đã được hoặc là khi mà nó hiển nhiên là một cái sự việc mà đặc biệt được nói đến rõ ràng. Khi mà nó rõ ràng cái chị viết đi chán thì thôi á. Cái gì viết không có gứt đâu, nghĩa là nói đại khái là khi mình dùng chữ the đó nó sẽ đứng trước những cái danh từ đã được nói đến, đã được chỉ định, đã được đặc biệt cái gì đó, đã được nhắc đến rồi thì mình dùng chữ the. Okay. Thí dụ câu này nghĩa là đã được biết rồi. Khi mà các anh chị làm bài tập á, các anh chị chỉ cần đặt câu hỏi cho chính mình cái sự việc đó biết chưa hả, mà biết rồi thì dùng chữ the, còn chưa biết thì dùng chữ a hoặc chữ an, chỉ có vậy thôi. Vấn đề rất là giản dị, giống như câu này. Okay. The dog has just one eye. Các anh chị biết con chó nào không hả? Các anh chị biết con chó nào không hả? Có biết con chó đó không? Thấy con chó đó không? Biết. Nếu không biết thì sao biết nó có một con mắt? Nếu không biết sao biết nó có một con mắt? Right. Thành ra mình biết mình nói con chó nào, phải không? Yeah, dog in particular, right? Okay, now câu này.
hides in the closet. Thường thường cái nhà nó có mấy cái closet các anh chị, theo các anh chị hiện nghĩ. Cái closet là một cái tủ đựng quần áo, máng quần áo. Thường thường bên Mỹ đó, cái phòng nào nó cũng có cái closet trơn để máng quần áo. Các anh chị biết trong cái nhà có bao nhiêu cái closet không? Biết phải không? Có nhiều khi nếu ba phòng ngủ là ba cái closet, rồi một cái tủ để đựng đồ lạnh nữa, đại khái như vậy. Nghĩa là có nhiều cái closet. Và khi mà mình nói the closet thì mình phải biết là cái cậu đó đang trốn ở trong cái tủ nào. Đồng ý không nè? Nhà không có cái nào hả? Giỡn hoài. Thấy như vậy thế. Mình biết là cái cậu đó trốn ở trong cái tủ nào. Chỉ cho cô cậu đang chơi trò cút bát đó biết không? Chỉ cái closet. He hide in the closet. Thấy như vậy. Tại sao là tại sao gì? Tiếng Việt không hiểu. So when we say the closet, there's only one closet that we could mean. Okay. Cái definition nó chỉ định nghĩa như đó thôi. Nghĩa là khi mình biết cái sự việc đó rồi, đã mention tới rồi, thì mình dùng chữ the, chỉ có vậy thôi. Hôm nay mình sẽ học cho hết cái bài text trước, ok, rồi ngày mai mình sẽ làm bài tập. Bài tập có cả 100 câu luôn đó cho Kha Hồ các anh chị làm. Bài tập chỉ apply cái cách dùng chữ e, chữ n and chữ the mà thôi. Okay. Now, how to use. When the object or group of objects is unique or considered to be unique. Khi mà một cái sự việc hoặc một cái nhóm của tụi nó đó là một một unique, nghĩa là một cái gì duy nhất mà thôi. Ok. Thì mình sẽ dùng chữ the. Mình không dịch được, các chị nào dịch hay thì cứ dịch. Ok. Cho thí dụ. Và nhớ nha, khi mà nó đứng trước một cái danh từ mà bắt đầu bằng một cái vowel nguyên âm thì mình đọc là the. Và các anh chị nhớ cái âm th thì nhớ le lưỡi ra, okay, cắn lưỡi nhẹ nhẹ, thụt lưỡi vô mới đọc được chữ the. Okay, the chứ không phải là đờ nha, the. Đứng trước nguyên âm là y, thành ra mình sẽ đọc là the. Okay. The earth, the sea, the sky, the star. I mean the star. Thấy như vậy. Cắn mạnh cho chắc hả? Ok, rồi các anh chị thấy một trái đất, phải không? Biển, sky, star, equator là unit. Anh em mình dùng chữ the. Okay, next one. Thấy không, cái con chuột của tiếng mì trắng thì thôi ha. Okay, before it now make definite by the addition of a phrase or clause. A phrase is a group of words that function as a single part of speech. It's like a subject or a predicate. Còn a noun, I mean a clause là gì các anh chị? A clause is a group of words that has both a subject and a predicate. Em mình miss cái phần information này. Nhưng mà nãy tôi mới cắt nghĩa rồi. Cho thí dụ
girl in blue. Đây là cái phrase. Nãy tôi mới cắt nghĩa cái phrase rồi. Cái phrase là một nhóm chữ hợp lại, nhưng mà nó chưa có đủ nghĩa. Nếu mà nó đứng trong câu, tự nhiên mình nói cái cô gái mặc cái áo màu xanh, rồi gì nữa, khi không nói cô gái mặc cái áo màu xanh, không ai hiểu gì hết, right? Hay là the man with the banner, cái người đàn ông với cái băng, cái miếng băng ở trên cánh tay hay là ở trên đầu của ông ta. Làm sao nữa, cũng không hiểu gì hết, phải không? Mình nói nửa chừng thôi. Thành ra đây là cái phrase, okay? But the boy that I met, đây là một cái clause, okay? Nó đủ nghĩa. Khi mình nói cái cũng chưa đủ nghĩa, phải không? The boy, cái đủ nghĩa phải không các anh chị? Đây là một cái clause. Nói tóm lại là cái clause nó có cái động từ ở trong câu. Còn cái phrase nó không có cái động từ ở trong câu. Tại tiếng Mỹ dịch đó thì nó có động từ, nhưng mà thật sự cái câu nó không có động từ. Tiếng Mỹ dịch là cô gái mặc áo màu xanh in blue là rõ ràng có động từ, phải không? Dịch tiếng Việt có động từ, nhưng mà thật sự trong câu nó không có động từ, thì nó sẽ là cái phrase. Các anh chị chỉ phân biệt giản dị như vậy thôi. Hay là the man with the banner, tiếng Mỹ dịch tiếng Việt thì nó có động từ. Cái người đàn ông mà có là động từ rồi, hay là đeo cái băng, cái băng ở trên đầu hay là trên cánh tay là có động từ rồi, phải không? Nhưng mà tiếng Anh nó không có động từ trong câu rõ ràng. Thành ra khi cái câu mình không có động từ thì nó gọi là cái phrase. Còn trong khi đó the boy that I met có động từ rõ ràng. Thành ra đây là một cái clause. Okay. Hay the place where I met him, đó có động từ. Chị phân biệt rồi phải không? Phải không? Đừng có nói nó đủ nghĩa hay không, mà mình chỉ nói phân biệt bằng cách là nó có động từ hay là không có động từ. Ok. Giản dị như vậy. Ok. Giản dị như vậy. Sau đây mình sẽ dùng chữ the, tại nó xác định mà. Cái cô gái mà mặc áo xanh xác định rõ ràng. Cái người đàn ông mà đeo cái băng xác định cái người đàn ông. Cái cậu trai mà tôi gặp xác định cái cậu trai mà tôi gặp. Hay là cái nơi mà tôi gặp cậu ta xác định cái nơi chốn. Thành ra mình dùng chữ the. Okay. Right, next one. Câu này thì nó hơi khó hiểu. Để me try my best to translate it into Vietnamese to you, okay? Before a noun which by reasons of locality can represent only one particular thing. Trước một cái danh từ mà trước một cái danh từ chỉ về cái vị trí mà có thể đại đại diện cho một cái sự việc gì cụ thể đó, dịch như vậy đi. Thí dụ như câu này. Chỉ một cái vị trí hay là một cái nơi chốn mà cụ thể là mình biết rồi đó, rõ ràng ra đó. And it in the garden. Dĩ nhiên mình nói là cái garden of the house rồi, of this house rồi, phải không? Ví dụ như là một cái người nào bước vô hỏi mình, where is Anne? So we answer, Anne, she is in the garden. Nghĩa là trong nhà nó có một cái vườn thôi, phải không? Mình đã xác định cái vườn đó trong nhà. Hay là câu này. Please pass the wine. Làm ơn đưa chuyển cho tôi chai rượu. Mình biết cái chai rượu nó là chai rượu nào, phải không? Người đó chỉ cho mình chai rượu đó, phải không? Hay là cái chai rượu đó ở trên bàn, đại khái như vậy. Chai rượu nó đang trên bàn. Right, the wine on the table. Như vậy. Một trường hợp khác để dùng chữ the nữa.
Các anh chị nhớ copy and paste những cái gì chúng mình đang post nha. Tại mình sẽ dùng cho tài liệu cho ngày mai mình làm bài tập. Before superlative and ordinary numbers. Trước những cái so sánh nhất hay là những cái số thứ tự. Ordinary number nghĩa là gì các anh chị? Mình có hai loại number right? Cardinal or ordinary. Số thứ tự hay là số thứ tự hay là số đếm phải không? Vậy là số đếm phải không? Yeah. Số đếm thì mình đếm là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Còn số thứ tự là mình sẽ đếm là first, second, third, fourth, right? Fifth, sixth, seventh là tháng như vậy. Đó là số 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 thứ tự. Yeah, thứ một, thứ hai, thứ ba. Thì mình sẽ dùng chữ the. So sánh nhất. The first week, the best day, the only way, the tallest. Một trường hợp nữa để dùng chữ the. Hey, what time is it? We have 30 more minutes left. The adjective represents a class of persons. Mình dùng chữ the với một cái adjective mà thôi để đại diện cho một cái nhóm người nào đó, một cái loại người nào đó. Khi mình không có cần dùng cái danh từ ở phía sau, chỉ cần chữ the and cái adjective. Thí dụ, giống mình nói the rich, the poor. Mình không cần nói the rich people hay là the poor people, không cần. Hay là the old, người lớn tuổi, người giàu có, người nghèo, khái như vậy. Chết. In general là nói chung chung. Ok, nói chung chung. Thì mình sẽ dùng chữ the. Ok, hay là một trường hợp nữa. Thế mà trường hợp nữa dùng chữ the. The and plural surname. Surname có nghĩa là danh hiệu về số nhiều đó. That can be used to mean the family. Ví dụ mình nói the Nguyễn. Right? Làm nói gia đình họ Nguyễn. Cái như vậy thì gồm có ông bà Nguyễn với là children ở trong đó. Ví dụ như vậy. Hay là the Smith. Gia đình họ Nguyễn. Nên mình nói về gia đình nha, mình không có nói là cái họ không, mà mình nói về gia đình ông Smith hay là gia đình ông Nguyễn là cái gì. Ok, một trường hợp nữa để dùng chữ the. Thus is used before geographical areas, certain proper names of sea, rivers, group of island, chains of mountains, plural names of country resorts. Được dùng để chỉ về những cái dịch sao ta? Geographical là địa danh đó phải không? Hay là tên những cái con, tên riêng của những cái con sông, hay là những cái biển hồ, hay những cái đảo, hay là những cái ngọn núi, hay là tên những cái quốc gia, hay là sa mạc, đại khái như vậy. And mấy cái này đó nó rất là khó khó nhớ các anh chị. Mình phải nhớ thôi, không phải rất là khó sử dụng, không
Mình đâu có biết khi nào dùng the, khi nào không có dùng the. Mình phải nhớ mà thôi, chứ nó không có luật lệ gì hết trơn. Có nhiều cái đảo mình dùng chữ the, có nhiều đảo mình không dùng chữ the. Có nhiều quốc gia mình dùng chữ the, có nhiều quốc gia mình không dùng chữ the. Ví dụ như the United States of America có chữ the. Nhưng mà mình không có nói là the Việt Nam. Các anh chị thấy không? Anh đã bắt buộc cái này mình phải nhớ. Ok, không có ai nói the Việt Nam, right? Thấy như vậy. Nhưng mà anyway, chị mình cũng mention ra cho các anh chị hết luôn. Ok, này bắt buộc mình nhớ thôi, chứ không có luật lệ gì hết trơn. Yeah, the United of Kingdom, the Philippines, Iceland, the Himalaya, the New, the Pacific Ocean, the English Channel, the Sahara, the Persian Gulf, and the Black Forest. Là khá như vậy. Các anh chị, nếu mà các anh chị không biết, không nhớ thì mình làm sao? Theo các anh chị nghĩ mình làm sao? Hả? Hỏi ai giờ? Phải lật từ điển thôi. Thì kệ. Phải lật từ điển thôi. And in some idioms. Trong nhiều cái thành ngữ, ok, bắt buộc phải dùng chữ the. Ví dụ như mình dùng là yeah, mình bắt buộc phải nhớ thôi. In the morning, in the afternoon, in the country, in the mountain. Thế đó là cách dùng chữ the. Bây giờ qua cái phần này cũng rất là quan trọng. Omission of a and the. Nghĩa là gì? Có nhiều cái danh từ mình không cần dùng cái article. Omission có nghĩa là loại bỏ. Okay. To omit, loại bỏ, mạo từ. Cái này quan trọng nha, tại trong bài tập nó có mention rất là nhiều. An is omitted before. Before what? Thứ nhất là plural nouns. Nghĩa là đứng trước danh từ số nhiều không được dùng mạo từ. Mạo từ A. Thí dụ, a dog. Not a dogs. A table. Not a tables with S. Okay. Đứng trước danh từ số nhiều không được dùng mạo từ số ít là a or an. Trường hợp thứ hai không dùng mạo từ. Uncountable nouns is always singular and are not used with a or an. Danh từ không đếm được thì nó luôn luôn là danh từ số ít, phải không các anh chị? Và không được dùng với cái mẫu từ a or an. Mặc dầu nó là danh từ số ít nhưng mà mình không có được dùng mẫu từ a or an số ít, right? Thí dụ, có những cái trường hợp ngoại lệ như vậy, exception, bread, cream, gold, paper, tea, beer, ice, sand, water, jam, white, coffee and oil. Thì không được dùng mẫu từ A or N. Trường hợp thứ ba. Trường hợp thứ ba. Yes, mình học đi học lại hoài mới nhớ. Before names of males, except when these preceded by an adjective. Không được dùng mẫu từ trước những cái buổi ăn. Thí dụ như lunch. Mình không có nói là the lunch hay là a lunch. Dinner. The dinner. A dinner. No. Breakfast. Thấy như vậy. Ngoại trừ nó đứng trước một cái tính từ thì ok. Mình được dùng cái mẫu từ A or N. Thí dụ câu này nha.
ba cái buổi ăn không dùng mẫu từ, nhưng mà nếu mà nó đứng trước một cái tính từ thì mình sẽ dùng mẫu từ. She has breakfast at 8. He gave us a good breakfast. Thành ra các anh chị thấy cái chữ a good breakfast, nó là tính từ good, là adjective, thì mình được dùng mẫu từ a, right? Nhưng mà cái câu đầu, the first one, there's no adjective, and so we don't use the article, right? Hay là cái khác, the holiday. It depends on what the sentence. Before non-countable, ví dụ như chữ homework. Homework không đếm được nha các anh chị. Một bài học cũng là homework, bài làm chứ. Hai là bài làm cũng là homework. No S. Needs to be done promptly. So needs đây là số ít phải không các anh chị? Động từ số ít phải không? Tại vì nó là non-countable, we treat it as a singular noun, right? Hay là một cái trường hợp nữa, không dùng mẫu từ the cho country. Nãy tụi mình mention rồi. Names of languages and nationalities like Chinese, English, Spanish, Russian and Vietnamese. Đây là ngôn ngữ nha các anh chị, hoặc là quốc gia. Okay. Cái này rồi, cái này hiểu, cái này quen quá mà phải không? Không được dùng trước mẫu tính từ before color blue. Về màu sắc nha. Blue, white, red. Mình không có nói I like a red. Tôi thích màu đỏ. Các anh chị không có nói là I like a red hay là I like the red. Chỉ nói là I like red. Okay, tôi thích màu đỏ. Tôi thích màu xanh. I like blue. Mình không nói I like a blue hay là I like the blue, không. Nhưng mà mình có thể mình nói như vậy được nè. Okay, which one do you like? Which one là which book hay là which shirt, đại khái như vậy. Mình có thể mình sẽ nói I like the blue. Mình được nói như vậy. Okay, which one do you like? Hay là which book do you like? I like the blue book. Mình không cần nhắc lại cái chữ book hay là chữ one. Trong tiếng Anh mình không nên nhắc lại. Khi dụ mình nói which book do you like? Oh, I like the blue one hay là I like the blue cũng được. Không cần nói I like the blue book hay là I like the blue one, không cần. Anh chị hiểu rồi phải không? Say yes đi please. Ok, cảm ơn. Now, next one. Nhớ nha, tỉ mi hỏi các anh chị nhớ trả lời yes, sẵn tỉ mi qua cái khác. Ok, đứng trước một cái những cái danh từ chỉ về sport. Sport là thể thao. Ví dụ volleyball, hockey or baseball. Chỉ về thể thao mình cũng không có nói chữ the hay chữ a. I play hockey, I play volleyball, I play baseball. Thấy như vậy, không nói I play the baseball. Hay là những cái danh từ về về môn học academic, về toán, về lịch sử, đại khái gì? Mathematics, biology, history, computer science. Không có dùng những cái mẫu từ okay, the hay là a or an. And cuối cùng, in some idioms, nó trong những cái thành ngữ mình thường gặp. Thí dụ mình nói là um,
last time, last week, last month, last year. Mình không nói the last time, the last week, okay? Không có dùng mẫu từ. Hay là next one, next times, next week, next month, or next year. Hay là cái này. At noon, at night, at sunrise, at sunset, at dawn, not at a, hay là the sunset. Hay là cái này. To be at home, to be at school, to be at church, not at a, hay là not at the home. Hay là cái này. To be in bed, in jail, in town, not in the bed. Hay là cái này. To go to school, to church, to see, to town, to market. Hay là cái này. By train, by bus, by air, by land, by water, not by a train, hay là the train. Hay là cái này. Phải nhớ thôi, học nhiều lần nhớ thôi. From head to foot, not from the head to the foot, okay? From east to west, not from the east to the west. Morning to evening, not from the morning to the evening, to the evening. Hay là morning to night, okay? Not from the morning or till the night. Em xin ra cho các anh chị, sợ các anh chị bị tẩu quả, okay? Mình học nhiều mình biết thôi, okay? Okay, and that's it for today. Đó là bài học về article, chấm dứt tại đây. I'm sorry, cứ ở ngoài. Ngày mai mình sẽ làm bài tập nha các anh chị. Có cái phần nào các anh chị cần thì mình go over không? Any part that you want I go over, over it before we dismiss? Go over có nghĩa là còn trả giá nữa kìa. Sometimes phải cho nghỉ sớm chứ. Go over có nghĩa là, nghĩa là go over có nghĩa là ôm lại đó. Dạ, ôm lại đó. Ôm lại đó. Ok, ôm lại. Nãy giờ nói nhiều thì thôi á. Nói nhiều giờ bắt hát hả? Hát đâu có nổi, khang tiếng luôn rồi nữa. Play back được không? Play back được không? Lay back được không? Hát hết nổi rồi. Show đi. I'm from Texas. I'm in Texas. Ok thôi các anh chị, cho tí mình nghỉ 15 phút sớm đi. Đói bụng rồi đó. Đói bụng rồi đó. Đói bụng rồi đó. Để coi coi. Ok các anh chị, nếu mà các anh chị nào không có cái bài học từ nãy giờ, bài text á, thì PM cho Tả Linh nha. Phải Tả Linh không? Tả Linh, Tả Linh gì đó sẽ gửi bài cho các anh chị phải coi lại để ngày mai mình làm bài tập. Bài tập ngày mai có rất là nhiều, okay? Cả trăm câu luôn đó, về về mẫu từ nè, okay? Các anh chị học cái từ nào các anh chị ráng làm bài tập cho nhiều thì các anh chị nắm vững hơn, ok? Đấy, ngơ ngơ hả? Ok, I'll see you tomorrow then.
in the same room at the same time, okay? At 8 o'clock sharp. Ai vô trễ là khóa cửa nha, khóa cửa phòng lại đó. Ok, em chúc các anh chị bên Việt Nam ngủ ngon nha. Em chúc các anh chị khác một ngày mà đem bình an, vui vẻ. Tomorrow then, Jennifer, I love you. To do it. We sometimes say that someone is gifted in mathematics or gifted in music. It's the same as having a very special talent. Để chỉ người có tính ăn cắp vặt. Trong thí dụ sau đây,